Vâng, Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nha. Tiếp tục vào chương trình video thì một số mã hàng bên em hàng vừa về xong nhá. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã ổ điện U5 này thì đây hôm nay em bên hàng mới shop tiếp tục về này. Đấy, về được một cái thùng này chắc khoảng tầm 30 chiếc đâu, không có nhiều đâu. Đấy, vì hàng rất là đẹp mà hàng rất là hiếm nhá. Đấy, về thì các bác tranh thủ mà bác nào mà ưng cái mã này thì chốt đơn nhanh luôn này. Hôm nay có về thêm cho bác là cái bộ dụng cụ di chuyển đồ ấy. Đấy, các bác di chuyển tủ giường quần áo rồi là di chuyển máy giặt rồi là các thứ đồ đạc các bác cho đây, các bác di chuyển rất là nhàn luôn, rất là hay. Đấy, rồi là nồi cơm sáp nhá, keo vá lốp, một số các mã hàng bên em hàng vừa về xong thì em sẽ đi vào quay trực tiếp và báo giá cho bác từng sản phẩm luôn. Thì các bác nào có nhu cầu về những cái mã hàng bên em đang phân phối thì các bác cứ vui lòng liên hệ trực tiếp nhé. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên video nhá. Đấy, các bác cứ gọi điện trực tiếp theo hai cái số điện thoại các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình. Gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu ý giúp em khi mà các bác mua hàng với em thì nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn. Nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhé. Đó thì xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm mà video mới nhất các em. Em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái ổ điện U5 nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là ổ điện U5, mã của nó sẽ là U5. Báo giá bác luôn là 250.000 một cái bộ điện nhài và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Dây của nó dài sẽ là 5 m nhá. Hàng này thì hàng nó là hàng bãi nhá, hàng bãi dạng hàng thanh lý các bác nhá, hàng thanh lý nhưng mà còn mới nguyên hộp luôn. Đấy, em kiếm được cái lô này là hàng của nó nguyên hộp luôn. Đấy, rất đẹp. Đây, hàng của thương hiệu là Akira nhá, Akira. Đó, made in Japan này, mắc công suất chịu tải lên đến là 3.500W nhá, sử dụng điện 110 hoặc là 220 đều được này, 50 60 hạt nhá. Đó, made in Japan uy tín đâu các bác ơi. Đó, cực kỳ đẹp. Ổ đi nhựa chống cháy, chống va đập, chống vỡ nhá. Dây nguồn của nó sẽ là dây nguồn dài 5 m nhá, cực kỳ to chắc chắn luôn các bác, nhìn cái đầu cắm này, rất to chắc chắn luôn. Đó. Ổ này thì sẽ gồm có là 5 ổ nha, 1 2 3 4 5, tổng là 5 ổ nhá, và đi kèm từng ổ một là đều có công tắc an toàn hết luôn, rất tiện dụng nhá. Các bác dùng ổ nào thì các bác bật ổ đấy lên, không dùng thì mình tắt đi, rất an toàn tiện dụng luôn. Đó. Và mỗi ổ là đều có đèn báo hết này. Đấy, và có những cái lỗ chống trẻ con sờ tay vào này, các nhìn này. Đấy, những cái núm che. Đấy, các bác cắm thì nó sẽ đẩy xuống, còn không là tự động là nó sẽ đẩy lên. Chống tình trạng ví dụ là trẻ con các thứ là nó hay chọc vào ấy, thì nó hay bị giật đấy, thì ở đây nó có cái lỗ này. Đấy, chống trẻ con các thứ là nó chạm tay vào, rất an toàn, thiết kế cực kỳ thông minh, chắc chắn nhá. Cầm ổ chắc nịch luôn. Đấy thì bữa trước em đã bán rồi nhưng mà số lượng nó cũng ít. Đấy, đợt này thì về thêm một ít nữa, chắc khoảng tầm 3-40 ổ đấy thì bác nào nhanh tay mà ưng cái mã này. Từ cái mã từ hôm trước chưa đạt được thì hôm nay tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đây, các bạn nhìn này. Đó, khi mà bật lên thì nó sẽ có lên từng đèn báo ở từng ổ một thôi nhá. Đấy, còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể tắt đi, rất an toàn luôn. Ok luôn. Đấy, và rất là tiện nha các bác nhá. Nó sẽ có công tắc riêng từng ổ luôn. Đấy, thiết kế cực kỳ an toàn. Đấy, rất ngon này nhá. Made in Japan này, mắc công suất sẽ là được 3.500W các bác nhá. 3.500W các bác cắm được rất nhiều thiết bị luôn. Đó, về các bác sử dụng cắm một quả ổ này là các bác cắm rất nhiều thiết bị luôn. Chân dẹt, chân tròn, 3 chân, 4 chân thì các bác cắm được hết cho em luôn nha, cắm được hết luôn. Ok luôn. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U5. Báo giá bác luôn là 250.000 một ổ và bao ship cho bác tận nhà. Dây của nó dài là 5 m nhá. Đấy, báo bác luôn là hàng là thuộc dạng hàng hiếm nhá, chứ không phải là hàng có sẵn đâu. Nên là bác nào mà tranh thủ mà ưng cái mã này thì mua luôn chốt đơn nhá. Để tránh tình trạng như lần trước là nhiều bác bảo đợi mãi mà không thấy hàng về rồi là chốt nhanh quá chưa kịp chốt. Đấy thì vì hàng nó là hàng hiếm, hàng đẹp mà. Đấy, lâu lâu về được những cái lô mà hàng nó đẹp nó chất như này. Đấy, các bác tranh thủ mà ưng cái mã này thì chốt luôn. 250k bao ship cho bác tận nhà luôn. Ổ điện mã U5 nhá. Đấy, hàng made in Japan. Sản phẩm tiếp theo thì cũng theo nhu cầu của rất nhiều bác hỏi cái mã này. Đấy thì hôm nay bên shop về được cái mã bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ là cứ lên mã cho em sẽ là cái bộ chuyển đồ cũng được. Đấy, bộ di chuyển đồ cũng được. Giá của nó em báo luôn 70.000 một bộ thôi, giá siêu hạt rẻ luôn. Đó thì mắc chịu tải của nó sẽ được là 150 kg nhá. Đấy, khá là khỏe luôn. Đi kèm bộ sản phẩm sẽ gồm có là 4 cái đế, 4 cái đế, nó có bánh xe và một cái đòn bẩy nha. Đấy, 4 cái đế và một cái đòn bẩy nha các nhá. Đấy, hàng này hàng của Việt Nam nhá. Hàng Việt Nam chất lượng cao. Đấy, người Việt ủng hộ hàng Việt. Bộ chuyển đồ, giá thì bình dân hạt rẻ chỉ có 70.000 bộ thôi. Giá siêu tốt luôn. Về các bác di chuyển đồ đạc rất tiện dụng luôn nhá. Di chuyển đồ này, rồi là ví dụ như là giường, tủ này, rồi là tủ lạnh các thứ, rồi là chậu cảnh những cái thứ cũng rất tiện luôn nhá. Đây, một bộ nó như này các nhá. Trên hình em quay qua đây trên video thực tế đây. Đấy, sẽ gồm có là một cái đòn bẩy này bằng sắt cứng luôn nhá. Đấy, bằng thép cứng luôn. Có phần bánh xe này, Còn cái phần này, phần lách, các bác lách vào trong cái khe tủ các thứ là các bác kênh lên. Đấy, cái này là kiểu dạng cái kích ấy, cái kích cái đòn đấy. Đấy, các bác kích nó lên, sau đó là các bác lấy cái bánh xe này các bác đút cho em vào, đút vào cái chân. Đấy, sau đó các bác cho vào bốn cái chân đấy, các bác bắt đầu các bác đun đi thì nó sẽ có bánh xe rất là trơn luôn. Đấy, nó chịu tải được là 150 kg mà rất khỏe luôn nhá. Ở đây nó có cả một cái miếng cao su này đệm vào để khi mà các bác di chuyển đồ nó không bị trơn trượt lung lay nha các bác nhá. Đấy thì đây, khi mà di chuyển đi lại nó rất là trơn tru, không nhìn này. Đấy, nó rất là trơn tru luôn các nhá, rất là hay. Đấy, nó có bánh xe nên khi mà các bác đẩy để lại mình có điều chỉnh di chuyển rất tiện dụng luôn. Đấy, và một cái đòn bẩy nha. Đấy, một bộ chọn bộ nha, nó chỉ có 70.000 thôi. Đấy, về các bác sử dụng làm được rất là nhiều việc luôn. Đấy, đặc biệt là những cái đồ nặng là đôi khi mà các bác cứ phải đi mượn người thứ khênh nó rất là vất vả nhá. Đấy, mà thứ hai là nó phiền. Đấy, các bác mua cho các bộ này về các bác kê vào. Đấy, kích lên sau đó các bác cho cái này vào và các bác cứ đun đi đun lại cho em rất tiện dụng mà rất là hay. Đó, 70.000 bộ thôi nhá. Lên mã cho em sẽ cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng nhá. Đấy, bộ dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70k bộ nhá. Mắc trọng lượng của nó sẽ được là 150kg, 150kg. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này dùng hay lắm. Đây, bác cùng coi này, cho các bác coi về cái bộ mã hàng này không nhá. Bộ dụng cụ di chuyển đồ đây. Các bác còn phải cật lực di chuyển đồ đạc khó khăn như thế này ư? Bỏ ngay đi nhé. Đây, các bác sắm ngay cho em cái bộ dụng cụ di chuyển đồ đạc này về mà dùng. Đó, có phải vừa nhanh mà lại rất an toàn hơn không? Tay nâng chất liệu thép cứng nha, kết hợp hệ con lăn bánh xe di chuyển làm bằng nhựa ABS bền bỉ nên nó chịu được sức nén cao tối đa lên đến 150 kg, giúp giảm tới 50% trọng lượng, di chuyển đồ đạc một cách an toàn mà lại nhanh chóng. Như này thì kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm vẫn dễ dàng sử dụng. Hơn thế nữa, bác nào dọn nhà mà hay đau lưng mỏi gối thì dùng cái này dọn dẹp vệ sinh là quá là đúng bài luôn. Vì vậy còn chần chờ gì mà không dính ngay một bộ về để trải nghiệm nào. Đấy, thấy không? Chỉ việc là các bác lấy cái đòn bẩy nha, các bác bẩy nó lên. Đấy, bẩy nó lên, sau đó các bác đút nó vào. Đấy, đút nó vào vì nó có bánh xe mà. Đấy, các bác cho nó vào và bắt đầu là các bác cứ thế các bác đun đi thôi. Rất nhàn luôn. Đấy, các bác nhìn này, tủ người ta kéo lên nhẹ không này, giường giếc này. Ngon này luôn nhá. Đó, thấy không? Rất hay luôn. Cực kỳ là hay. Đó, kéo đi kéo lại, đùn đi đùn lại, cực kỳ là thông minh và nhanh chóng các bác nhá. Đó, rồi là kể cả chị em phụ nữ chân yếu tay mềm cũng có thể làm được cái sản phẩm này luôn. Cũng có thể sử dụng được cái bộ luôn, rất là hay. Đó, đúng bài luôn. Rồi, lên mã giúp em sẽ cái bộ di chuyển dụng cụ di chuyển đồ đa năng 70.000 một bộ này. Đấy, một bộ như trên hình các bác đang coi nhá, 4 cái chân và một cái tay đòn bẩy, 70.000 một bộ nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng nồi cơm sáp này. Lên mã giúp cho em sẽ là nồi cơm sáp nhá. Đấy, hàng sáp, hàng của Nhật rất xịn sò luôn. Sản phẩm này thì sẽ có công suất là 900W nhá và dung tích nồi là 1.8 lít này và đặc biệt là nó sử dụng cái điện là điện 220. Đấy, hàng này của nó là hàng Nhật xuất nên là nó dùng điện 210 nên là các bác Việt Nam dùng cho em thoải mái luôn nhá. Nồi nấu cơm cực kỳ ngon. Đấy, cái này thực tế thì em đã dùng và đã nấu thử rồi. Và bên em cũng bán rất là nhiều, các bác cũng rất là khen vì nồi nấu rất là ngon, cơm rất là ngon luôn. Đấy, cái độ nóng cao nên là cơm nó chín thấu nhá, nấu rất là ngon luôn. Đấy, nồi lít 8 nhá. Gia đình khoảng tầm 3 đến 4 người là ăn cho em là rất là vừa luôn đấy. Đấy, gia đình khoảng tầm 3 4 người ăn rất là vừa. Nồi thì thiết kế cực kỳ đẹp luôn, nó là dòng thiết kế dạng thiết kế đời mới mà nên là thiết kế rất là đẹp. Đó, đóng gói rất kỹ càng ở đây. Em lấy em quay cho bác coi nhá. Các bác nhìn này, nồi quá đẹp luôn. Đó, đặc biệt đầu tiên là điểm nhấn là cái quai sách trước này. Các bác rất tiện dụng luôn, khi mà có quai sách này mình sách mang đi mang lại cho em nhá, rất tiện dụng. Sách từ trên nhà dưới bếp, từ dưới bếp lên trên nhà rất là hay luôn. Rồi là thiết kế phần mở vung này. Đấy, các bác chỉ việc ấn với cho em. Đó, tự động sẽ mở ra, còn các bác muốn đóng có ấn mạnh chưa? Đó là sẽ đóng kín vào, còn có ấn đây. Tự động mở ra rất hay. Đấy, bên trong thì sẽ gồm có là một cái khay để các bác hấp đồ này. Đấy, những cái món hấp thì các bác cho đây. Sau đó các bác để này để các bác hấp này. Đấy. Bên trong nữa thì sẽ có những cái phụ kiện đi kèm, dây nguồn nhá, có nhá, dây nguồn. Con này nó sử dụng điện là 220 nhá, đấy, điện 220. Một cái đong gạo đong nước này. Vung sới cơ quên, xin các bác là môi sới cơm này. Đấy, những cái đồ này là cái đồ đi kèm. Cái này là giấy phiếu bảo hành, giấy dẫn sử dụng này. Đó. Rồi ở đây là cái phần ruột nồi nhá. Đấy, ruột nồi nó bên trong có trám một lớp chống dính nhá. Đấy, trám một lớp chống dính này. Đấy, trám một lớp chống dính và dạng của nó là hàng cắt laser, cắt CNC nên là nó cắt nguyên khối luôn nhá. Đấy, nó không như cái dạng kia các bác. Những cái dạng kia nó đúc rồi là nó ghép nên là nồi nó thứ nhất là nó nhìn nó xấu mà thứ hai là nó không liền mạch. Đấy, khi mà nó không liền mạch thì nấu cơm nó không ngon đâu ạ. Đấy, đặc biệt là cái nồi này. Đấy, nó là hàng nồi đúc, nồi liền. Đây là cái nấu cơm rất ngon, mà đặc biệt nó rất là dày. Những cái nồi dày thì cơm nó càng ngon vì cái độ nhiệt nó giữ được lâu thì cơm sẽ chín nấu sẽ ngon nhá. Đấy, trong lòng nồi này có cháo nữa chống dính, không lo nó bị bám dính bị cháy này. Đó, bên trong đây, bên trong thì đây cái phần mâm nó rất là to. Đấy, cái mâm nó khủng bố luôn, mâm to lắm. Đấy, và cái độ nhiệt độ nóng rất cao luôn. Đấy, phần vỏ trong nó là kim loại nhá, kim loại rất chắc chắn luôn. Nồi cầm nặng trịch coi nhá, nồi cầm nặng trịch luôn. Đấy thì đây full combo một cái bộ đầy đủ nha, môi vung rồi là thìa dây điện nguồn hay hấp các thứ này. Đấy, nồi đây. Đấy, bấm cái là đóng nắp luôn. Và đây logo sáp, hàng này thì của nó sẽ là hàng nồi cơ nhá. Đấy, đặc biệt với những cái dòng nồi cơ bây giờ ấy, thì nó rất là dễ dùng, mà đặc biệt là dùng cho trẻ con hoặc là những người lớn tuổi. Những cái nồi điện tử ấy, thì nó rất là khó dùng vì các bác cứ phải xoay rồi căn chỉnh đúng cái chế độ nó đấy nấu thì nó mới chín cơm, nó mới ngon được. Như con này rất dễ dùng. Đấy, nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái xuống, thế là xong. Đấy, lúc nào xong là tự động là sẽ nảy lên là cơm đã chín. Còn lúc nào mà nhớ nấu cơm thì nhớ giúp em là bấm nút cái, có thế thôi, thế là xong nhá. Rất là dễ dàng sử dụng luôn, đặc biệt cho người già trẻ em là dùng con này rất là dễ dùng, dễ sử dụng này. Đấy, nồi thì thiết kế chắc chắn nhá. Cầm một chiếc nồi này nặng trịch luôn, cầm nặng lắm, cầm nó nặng khư luôn. Đấy, nó không những dòng thông thường, thiết kế rất đẹp nhá. Các bạn nhìn này, cái chất nhựa này của nó lại bóng sáng choang luôn này. Đó. Đây, đây là cái phần rắc nguồn này. Đấy, mô đen này. 220 này, công suất 900W này, dung tích 1.8 lít nha. 1.8 lít, thiết kế rất đẹp và thông minh. Nói chung là dòng thiết kế nó kết hợp nồi thì là kiểu dạng nồi cơ nhưng mà thiết kế theo dạng là kiểu dáng đời mới quá nhá. Nên nhìn nó rất là sang trọng lịch sự mà nhìn rất là đẹp, nhìn rất hiện đại nhá. Đấy, bấm nút cái mở này. Đóng mạnh cái nó cài vào này. Đấy, phần quái sách này, rất chắc chắn luôn, sách manual lại rất ok cho em luôn. Rồi, báo giá bác nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm là cái nồi cơm sáp nhá, nồi cơm sáp. Công suất sẽ là 900W nhá, sử dụng điện 220 và công suất là 1.8 lít nhá. Vậy em báo giá luôn. Nồi cơm sáp này đang có giá là 450k. Đấy, và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Với một cái mức giá này thì các bác yên tâm là giá nó siêu tốt, tốt nhất thị trường luôn. Đấy, 450.000 thôi. Lại cần bao ship cho bác tận nhà nhá. Đấy, riêng dòng này nồi nấu cơm không ngon quá không lấy tiền nhá. Nấu cơm cực kỳ ngon luôn. Đấy, nhà ít người, khoảng tầm 3-4 người là nấu cho em là con này, dùng con này rất là ok luôn. Đấy, 450.000 một con nhá, bao ship tận nhà luôn. Nồi cơm của sáp nhá, dung tích 1,8 lít. Đấy, rất đẹp luôn này, con nhìn này. Ngắm lại em nó lần nữa này, quá đẹp luôn. Đấy, thiết kế này, dòng thiết kế này không có gì phải chê rồi. Đấy, và nó bên trong thì dày dẫn chắc chắn rồi, đồ đạc các thứ nó đủ cả luôn, không thiếu gì cả nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn. Đó là cái móc khóa titan này, em còn ít nữa em cũng xả kho cái mã này luôn. Lên mã cho em sẽ cái móc khóa titan nhá. Xả luôn các bác, giá chỉ còn có là đi 10.000 một cái thôi, 10k nhá, 10k một cái móc khóa titan nhá. Nó gọi là cái móc khóa titan, chất liệu của nó là bằng titan. Titan thì có biết về cái chất liệu rồi, siêu cứng, siêu nhẹ, đấy, và siêu bền nhá. Đấy, nó còn cứng hơn cả kim loại sắt thép luôn. Đấy, dòng titan này thì người ta hay dùng để làm cánh máy bay, là có biết chất liệu nó nhiều. Đấy, nó rất là cứng nhưng mà bù lại nó rất là nhẹ, đấy, không nặng. Đấy, siêu cứng nhưng mà lại siêu nhẹ nhá. Đấy, và đây cái này thì chuyên dùng cho dân du lịch này, dân phượt này. Đấy, dân phượt, dân leo núi, dân cắm trại là hay dùng cái móc này. Đấy, cái móc này tại sao nó gọi là cái móc đặc biệt thì đây các bạn nhìn này, bình thường thì nó là một cái móc khóa bình thường nhá, như bao chiếc móc khóa khác nhá, nhưng mà khi đây khi mà các bác siết cho em cái con ốc này vào thì nó sẽ khóa cứng vào luôn. Đấy, có thấy không, khóa cứng luôn nhá, không có di chuyển hay nào có nhá, nó sẽ cứng, nó đóng cứng đi luôn. Đấy, con này mới gọi là chuẩn móc khóa này, chứ còn bình thường các bác mua ngoài chợ thì nó chỉ có như này thôi. Đấy, thì nó gọi là cái móc thôi ạ, chứ không phải là móc khóa. Đây, đây là chính xác là khóa thực sự này. Đấy, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa nhá. Đấy, chuẩn là móc khóa, chất liệu titan nhá, siêu cứng, siêu nhẹ nhá. Các bác nhìn này thôi, như cầm nó rất là nhẹ nhàng nhá. Đấy, các bác mua về móc đồ, móc khóa các thứ, là thậm chí là xích chó thứ cho đây cho em ok luôn. Chỉ có 10k một cái nhá, 10k một cái móc khóa titan nhá. Lên mã em sẽ cái móc khóa titan 10.000 một cái. Tiếp theo thì đây, hôm nay bên shop tiếp tục lại về cái lô hàng đá cắt của Kabushi nhá. Đấy, dòng này dòng đá cắt đỏ, đá cắt 1 tấc nhá. Cái này về các bác dùng để cắt sắt, cắt xíu các thứ ok luôn. Đây, dòng đá cắt 1 tấc này. Sản phẩm này sẽ có kích thước là đi 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, đá nó sẽ là đá 1 tấc. Đá hàng đá Kabushi đá đỏ này các bác cắt thì cực kỳ ok rồi, cắt rất là ngọt luôn mà không lo nó bị văng đá nhau nhá, không lo nó bị bay đá hay là nó bị lật đá, chém đá cả. Đá cắt rất ok vì cái này em bán khá nhiều, các bác dùng phản hồi dùng rất ok luôn. Đấy, về các bác sử dụng nhá, lắp vào máy cắt các thứ là các bác cắt đá kia các thứ rất ok luôn. Đá là nói chung cắt ok bạn, bán khá nhiều rồi. Mà giá thì em báo luôn. Bên em sẽ bán lẻ theo viên và có bán theo cả hộp nhá. Đấy, thì đây một hộp như này của nó là 50 viên này. Một hộp nguyên như này là 50 viên nhá. Đây, một hộp của 50 viên hàng của Kabushi. Đấy, hàng của Kabushi rất xịn sò luôn. Đó, một hộp là 50 viên nhá. Thì các bác có nhu cầu mua nhiều, mua cả hộp thì giá sẽ tốt. Một hộp 50 viên này thì tại bên em đang bán giá sẽ là đi 50 viên, lên mã cho em sẽ cái hộp đá cắt 50 viên. Này. Hộp đá cắt nhá, hộp đá cắt 50 viên. Đấy, giá của nó sẽ là 220k. Và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy là nếu các bác mua cả hộp 50 viên nhá các bác nhá. Còn nếu các bác mua lẻ, mua theo viên thì bên em sẽ bán nó combo là 5 viên một các bác nhá. 5 viên một thì sẽ có giá là đi 30.000. Đấy, tính ra vào là đi 6.000 một viên nhá. Bán lẻ thì sẽ là 6.000 một viên. Đấy thì các bác lấy giúp em combo là 5 viên một lần nhá. Đấy, không bán lẻ nhá, không bán lẻ một viên một đâu, bán một lúc là 5 viên một. Giá sẽ là 30k cho combo 5 viên đá cắt nhá. Còn nếu các bác muốn mua nhiều, mua cả hộp thì sẽ có giá là 220.000 cho một hộp đá cắt 50 viên nhá. Dòng đá cắt một tấc, kích thước là 107 x 1.2 x 16 mm nhá. Đấy, có thông số đầy đủ hết luôn. Đó, đá cắt một tấc nhá. Một hộp 50 viên 220.000, combo mua lẻ 5 viên một thì sẽ có giá là 30.000. Dạ vào tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Cái bộ này thì chuyên dùng cho các bác làm điện nhá. Đấy, em báo giá luôn, lên mã cho em cái bộ tô vít đỏ vàng nhá. Tô vít đỏ vàng. Đấy, bộ này sẽ gồm có là 7 cây, 2 4 6 7 cây. Giá của nó sẽ là đi 130.000 một bộ nhá, 130k một cái bộ tô vít đỏ vàng nha. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, dùng rất hay luôn. Thì nó sẽ gồm một bộ này sẽ gồm có là một cái túi đựng đi kèm này. Và bên trong thì sẽ có là 6 cây vít các bạn, 6 cây vít. 6 cây vít đây 2 4 6 cây vít có bọc cách điện này và đi kèm là một cái cây bút thử điện nhé, một cái cây bút thử điện. Thì đây 6 cây vít này của nó thì sẽ có đầu dẹt, đầu tròn đầy đủ luôn. Đây đầu này của nó là đầu ba ke, đầu 4 cạnh này. Và có cả cái đầu dẹt luôn nhá. Đây. Đây có cả đầu dẹt luôn này. Đấy, nói chung là các bác về sử dụng là có cả đầu dẹt, đầu tròn này các bác xoáy luôn. Chuyên dùng cho anh em thợ điện nhá, vì toàn bộ nó đều được bọc cách điện hết này. Nên các bác yên tâm. Dùng điện đóm, dùng sửa chữa điện đóm, anh em thợ thuyền các bác sử dụng gia đình, bộ này cho em rất hợp lý luôn. Vừa có tô vít xoáy này, vừa có tô vít làm điện làm đó này. Đây đều được bọc cái điện, đầu ba ke, ba kiếc đầy đủ luôn. Thân vít rất chắc chắn nha, thiết kế gửi chắc chắn luôn. Và đi kèm là một cái cây bút thử điện và có một cái túi đựng nhà. Lúc nào dùng xong là các bác lại bỏ vào cái túi đựng này, lúc mình cần dùng cái là có luôn, mình lấy ra có luôn, rất là dễ kiếm nhá. Đó, túi sách túi đựng nhìn rất là chuyên nghiệp nhá. Đấy, nhìn dư là dân thợ điện chuẩn luôn nhá. Đó, một bộ này là 7 cây, lên mã như sẽ cái bộ tô vít đỏ vàng nhá, chuyên dùng để làm điện nhá, 130.000 một cái bộ nha. Tiếp theo thì ở đây nhiều bác hỏi cái mã hàng này lắm này. Đấy thì tiếp tục về cái mã hàng cái móc dán tường 15kg nhá. Đấy, hàng móc dán tường chịu lực tốt này, 15kg này con nhìn này. Đấy, 15kg. Hàng này thì chịu tải cực kỳ tốt luôn. Đấy, đặc biệt là các bác có thể dán trên mọi loại vật liệu, đặc biệt là các bác có thể dán lên những cái dạng tường sơn các thứ cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, bình thường là các bác hay mua về dán là trên tường kính hoặc tường đá hoa thôi. Tường sơn nhiều cái nó không ăn, như con này tường sơn nó dính cực kỳ luôn, vì nhà em cũng đã dùng thực tế em thấy rất ok nên em nhập về bán bác luôn này. Mà giá thì cũng quá bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường chịu lực lên đến là 15kg nhá, 15kg. Hiện tại em đang bán một cái móc dán tường nha. Lên mã giúp em sẽ cái móc dán tường. Giá của nó chỉ có 10.000 một cái thôi, 10.000 quá nhá. Đấy, hôm nay hầu như sản phẩm đồng giá 10.000 luôn. Giá siêu sốc luôn nhá. Đấy đi cái này đây, nó có hướng dẫn sử dụng luôn này. Bước 1 thì các bác vệ sinh sạch sẽ cái bề mặt mà các bác cần dán, bước 2 đó các bác làm khô. Đấy, bước 3 là các bác dán trực tiếp cái miếng này vào. Đấy. Và các bác để giúp em trong vòng là 24 tiếng nhá, để giúp em trong vòng là 24 tiếng để cho nó ăn keo thật chặt vào. Sau đó là các bác đã móc lên nhá. Đấy, để cho nó phát huy cái công dụng tác dụng của cái móc này. Một cách tốt nhất này. Đấy, magic hook này, magic hook tức là chiếc móc thần thánh nhá, chiếc móc dán tường thần thánh nhá. Đó, mà giá thì cực kỳ là thần thánh luôn, chỉ có 10.000 một cái móc dán tường thôi, 10k một chiếc. về các bác móc đồ móc đạc các thứ, treo đồ đạc rất tiện dụng luôn. Đây em quay thực tế nhà em đang xài một cái luôn, dùng thích lắm. Đây có nhá, đây cái tường này là nhà em là tường sơn này, em dính như này mà em treo cực kỳ nhiều đồ đây này. Các bạn nhìn này, một cái túi này, một cái túi nó nặng kinh khủng khiếp, rất nhiều đồ luôn nhá. Em treo để cái túi này em đựng những cái đồ linh tinh vào đây này, nó nhiều dã man luôn đấy. Một túi nó nặng chịu đồ luôn này đấy. Mà cái móc này các bạn nhìn này, chịu tải kinh khủng. Các bạn nhìn cái giấy bóng nó căng đét nó luôn là các bác biết cái túi bóng nó nặng nhào nhá. Đấy mà cái móc này là vẫn dán ngon lành luôn, mà không có hề hấn nhiều nhá, không có hiện tượng bong hay nhào, mà em xài từ năm ngoái luôn nhá. Đấy em xài năm ngoái không hiện tượng gì luôn. Các bác biết là cái độ chịu tải nó là kinh khủng khiếp luôn. Đó, chịu tải lên đến là 15 cân mà. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái móc dán tường nhá. Đang gửi bác là 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái móc dán tường. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái ổ điện U6 nhé. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ cái ổ điện U6 này. Đấy, mã của nó sẽ là mã ổ điện U6, cắm chịu tải liền dây nhá. Hàng này thì hàng của Hinoki. Đấy, nó là cái thương hiệu đến từ Nhật. Đấy, nhưng mà sản xuất tại Việt Nam nhá. Đấy, sản xuất tại Việt Nam. Một cái ổ điện như này, cả dây cả ổ điện tại em đang bán là 120.000 một cái ổ như này nhá, 120.000 thôi. Giá nó rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chuyên dùng cho bác nào mà cần chịu tải cao nhá, hàng của hãng luôn nhá, hàng của hãng luôn đấy. Đây Hinoki này. Đấy, hàng của nó sẽ là hàng chân khâu đồng luôn nhá, chân khâu đồng tròn 100%, có đèn báo này, chân dẹt chân tròn là các bác cắm nó hết luôn nhá. Đấy, rất đa năng, ổ thì chống cháy chống va đập chống vỡ. Đó, made in Việt Nam có nhá, người Việt, người Cộng hòa Việt này, an toàn là trên hết này. Chịu tải công suất mắc lên đến là 6.000W nhá, 30A nhá. Đấy, điện 250 hoặc 220 đều được nhá. Đấy, thì dây của nó đây, dây của nó khá là to nhá, dây khá là to đấy. Dây của nó thì sẽ là dây 5m quá nhá, dây 5m. Ở cái thương hiệu này thì một cái câu slogan rất là ý nghĩa luôn các bạn, mua một lần dùng một đời nhá, mua một lần dùng một đời. Các bác biết tức là như nào rồi, là tức là nó rất là bền luôn, rất là bền luôn. Nên người ta mới khẳng định có một câu slogan rất hay là mua một lần dùng một đời. Đấy, tức là siêu bền luôn. Đấy, ổ của nó thì sẽ là ổ liền đúc với lại cả phích cả ổ luôn, nên là dùng rất là bền nhá. Đây, phích của nó là phích đúc liền luôn này. Dây là dây dài 5m nhá. Cái này về các bác cắm những cái dạng thiết bị máy móc này. Đấy, bác nào làm cơ khí làm nghề rồi đấy, nhưng có những cái máy móc to, motor to đấy, các bác xài cho con này rất ok luôn nhá. Đấy, ổ cắm chắc chắn, có cả đèn báo mà 6 ổ luôn nhá, 6 ổ luôn. Đấy, 6 ổ các bác cắm được khá là nhiều thiết bị. Đấy, cho anh em thợ thuyền làm nghề các thứ rất ok rồi. Các bác sử dụng gia đình mình đôi khi nhà có công có việc rồi đấy, các bác chia ổ ra để các bác cắm thì rất là ok luôn. Đấy, ổ điện là ổ cắm chịu tải liền dây nhá. Đấy, đây vỏ cao cấp chống vỡ này, lõi sứ chịu nhiệt này, cực đồng đúc này, kẹp sắt tăng lực kẹp này, vỏ ngoài chống vỡ này, mặt ổ chống cháy này, không mối hàn nhá. Đấy, rất ok, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn các bác nhá. Đấy, sản phẩm chuyên dụng cho các thiết bị công suất lớn. Đây có công ty này. Đấy, rồi là địa chỉ thứ đầy đủ luôn. Hàng chuẩn chính hãng của Hinoki. Cái này nó là chịu nhiệm công ty của Nhật nhá. Đấy, công ty của Nhật rất ok. Đó, thì giá một cái ổ này nó chỉ có 120.000 thôi ạ, 120.000 mà dây của nó lên đến là 5m luôn, cũng khá là dài, thoải mái để các bác xài luôn, mà chỉ có 120.000 thôi. Giá nó rất là bình dân. Đấy, các bác mua về sử dụng rất là nhiều việc. Anh em thợ thuyền mua về sử dụng máy móc các thứ quá ok. Dùng gia đình thì tuyệt vời luôn các bác nhá. 120k. Lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U6 nhá, U6, mã của nó sẽ là U6, 120.000 ổ nhá các bác nhá. Giá rất là rẻ bình dân. Đấy, ổ cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, 120.000 một cái ổ nha. Bình thường các bác ra cửa hàng các thứ giờ ít giờ các bác mua ổ này khoảng tầm 150 đến 170.000 luôn. Đấy, về cái mức giá 120.000 này em lấy trực tiếp về công ty về bán cho bác, giá nó rất là hợp lý và dễ mua các bạn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng đó là cái ổ điện gập các nhá, ổ điện gập. Giá thì em báo luôn chỉ có 20.000 thôi. Cái này thì nó cũng của cái hãng luôn, cũng của Hinoki nhá. Mua một lần dùng một đời này. Đấy, Hinoki này. Con này thì nó là cái ổ 1 ra 3. Đấy. Nhiều tư thế cắm tiện dụng này, điều chỉnh góc quay tùy ý này, thích hợp với không gian tại nơi sử dụng này. Đấy, quay gập dễ dàng, rất gọn nhẹ, chịu tải cao, 2.200W nhé, nhiều tư thế cắm. Cái này thì đây nó có thể là xoay nhiều những cái hướng tư thế cắm nhá, ví dụ những cái vị trí mà sát tường, ổ nó sát tường mà đồ vật nó đủn sát rồi không còn những cái phần khe rãnh ra để các bác câu ra để các bác cắm cho ổ đấy vào. Đấy thì khi mà cắm vào thì nó sẽ chia ra là được một ổ này, hai ổ là ba ổ nhá. Đấy, từ 1 và ra 3 nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập nhá. Ổ điện gập nhá. Ổ điện gập thì nó có thể là gập lại nhỉ. Đấy thì mà hay gọi là ổ điện gập hoặc là ổ điện 1 ra 3 đều được nhá. Ổ điện 1 ra 3 đều được. Đấy, thì lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện gập. Bên em đang gửi bác một cái ổ điện gập như này với giá sẽ là 20.000 một ổ nhá, 20.000 một cái ổ điện gập này. Giá nó rất là bình dân. Đó, và sử dụng rất là hay, sử dụng trong những cái môi trường, những cái không gian mà nó chật hẹp đấy, không thể cắm những cái phích hoặc là các bác cần nhiều ổ hơn để mình có thể là sử dụng thì các bác mua cho em cái ổ này về đấy để các bác nâng cấp cái ổ lên. Ví dụ như những cái ổ này có 6 ổ mà các bác cắm full rồi thì các bác có thể cắm thêm nha. Đấy, mua cái này các bác cắm thêm vào cho cái ổ này cắm chặt lắm các bạn. Đấy, cắm thêm cho em thì các bác sẽ chia ra được thêm 3 ổ nữa nhá. Đấy thì sẽ thành được thêm 3 ổ nữa, rất là hay. Đó. Lên mã nha, cái ổ điện gập nhá, ổ điện gập này, giá sẽ 20k. Đấy thì ví dụ đây, ví dụ các bác cắm vào như này, bình thường là các bác hay cắm những cái ổ hay là nó sẽ vướng như đây, khi các bác cắm thì các bác gập luôn về này cho. Đấy thì những cái ổ bên cạnh các bác cắm là nó sẽ không bị vướng nhá, không bị vướng rất hay mà lại được thêm những ổ khác nữa để các bác cắm nhá. Đấy thì cái ổ điện gập này đang gửi bác là 20k một cái nhá, lên mã cho em sẽ cái ổ điện gập 20k. Nhớ cho em là ổ điện gập nhá, còn bên em còn có một cái loại nữa là cái loại phích gập. Phích gập thì đang bán là 15, còn cái ổ điện gập thì đang bán là 20. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó cái cây ô dù tự động này, em báo giá luôn. Em đang bán một cái cây ô dù tự động này, giá của nó sẽ là 80.000 một cây nhá, 80k một cây. Lên mã em sẽ cái cây ô dù tự động nhá. Đấy, con này nó toàn bộ bằng tự động luôn, rất là hay. Các bác mở ra thu vào tự động, các bác chỉ bấm nút cho em lần cái tự động mở ra, bấm cái tự động thu vào nhá. 80k một cái và ô cực kỳ chắc chắn và đẹp luôn. Đây. Chắc chắn rồi, lấy cho bác coi một cái này. Đấy, đi về các bác mở ra. Mở cái này ra cho em này. Đấy, các bác bấm nút các bác nhá, bấm nút cái là tự động sẽ mở ra đây. Đó, thấy không? Rất to luôn. Bấm cái tự động thu vào nhá, rất hay luôn. Đấy, và các bạn ấn vào cho em. Đấy, đây. Bấm cái này mở ra này. Bấm cái thu vào này, rất ok nhá. Đây. Lại vật nữa này con này. Bấm cái mở ra này. Và cái con này đường kính ô rất là to. Đường kính ô của nó lên đến là 1 mét nhá. Từ bên này sang này thì đường kính ô của nó là 1 mét, rơi vào khoảng tầm 2 đến 3 người đi thoải mái luôn, và ô cực kỳ dày chắc chắn này. Đây em rung cho bác con này. Em rung này. Đấy, đây không? Con này rung thoải mái luôn. Rung nhiệt tình luôn nhá các bác nhá, mà nó không bị bung hay nhào đâu. Vì nó rất là chắc chắn, phần khung gia cố cực kỳ chắc chắn và rất là chất lượng luôn. Khung của nó khung gọng kép nhá. Gia cố cực kỳ chắc chắn, khung rất dày rất chắc chắn nhá. Bấm cái này. Đó, thu vào rất ok nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, về các bác sử dụng này, đi chơi đi du lịch đi công tác rồi là đi làm đi học, đấy các bác mang đi che nắng che mưa cho em quá ok luôn. Đấy, ô thì chống tia cực tím nhá, đấy chống tia UV tia cực tím rất tốt luôn, rất nhỏ gọn tiện lợi. Khi mà thu vào nó ngắn khoảng tầm hơn 30 cm, khoảng tầm gần 40 cm. Đấy, khá là nhỏ gọn nhá, các bác có thể bỏ trong túi các thứ rồi mang đi mang lại rất ok nhá, thao tác dễ dàng sử dụng nhá. Đó, bấm cái thu vào ok. 80.000 một cái nhá, 80.000 một cái. Đấy, em vừa test bác coi rồi, lắc thoải mái không lo nó bị bung như nhà đâu nhá, rất chắc chắn luôn. 80.000 một cái ô dù tự động nha, bấm cái mở bấm cái tắt là thu vào. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái đầu cắt tôn máy khoan nhá. Lên mã giúp cho em sẽ cái bộ đầu cắt tôn chuyên dùng để cho các bác nào có máy khoan đấy, máy khoan điện, máy khuyên pin đều được nhá, thì các bác mua về cái bộ này về các bác lắp vào nhá. Đấy thì khi mà lắp đặt vào thì nó theo chiều xoay này. Đấy thì cái con này nó sẽ cắt đứt tôn nhá, nó cắt tôn rất ngọt luôn, cắt tôn ngọt lắm. Đấy tí nữa sẽ có cái video cho các bác coi, nó cắt tôn rất là ngọt luôn, cắt tôn những cái dạng tôn lá tôn múi là cắt hết luôn. Đấy, các bác cắt bình thường là các bác hay cắt bằng kéo đúng không, nhưng mà các bác chuyển qua cái hệ này các bác cắt bằng máy, mà các bác có cái máy khoan thì các bác lắp vào là các bác xài thôi, cắt rất là ngon luôn. Thì đây đi kèm bên trong này sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng để về các bác mà hướng dẫn cách các bác lắp đặt này. Đấy, nó sẽ có là hướng dẫn cách các bác lắp đặt đầy đủ hết luôn nhá. Đấy, cho cả máy khoan điện máy khoan pin được luôn nhá. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đấy, không lo, rất là dễ dàng lắp đặt, con này cực kỳ dễ lắp đặt luôn. Đấy, thì trong này nó có đầy đủ phụ kiện này, nó có cả những con cà lê nước các thứ này, lục giác này, rồi là những cái thanh các thứ rồi thanh dây cái thứ đầy đủ hết luôn. Đấy thì chọn một bộ này là 100.000 thôi nhá, chọn một bộ này 100.000 thôi, các bác mua về dùng thử cho em đi. Cái này em đã test thực tế rồi dùng ok lắm. Đấy, đợt giờ em sẽ có một video Cho bác coi thực tế về cái sản phẩm này, cắt rất là ngọt luôn, 100.000 một bộ ấy nhá. Đấy, đầy đủ phụ kiện là về lắp đặt và là xài, không cần phải mua thêm gì cả nhá, là 100k. Đầu cắt tôn chuyên dùng cho máy khoan nhá các bác nhá. Đấy, dùng cho máy khoan. Đấy, về các bác cứ có những cái máy khoan pin hoặc là máy khoan điện, về các bác lắp vào là các bác xài thôi, là 100.000 một bộ nhá. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây, rất là ok luôn. Đây nha, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Các bác đang có một cái máy khoan mà muốn cắt tôn thì các bác mua ngay bộ chuyển đổi này nhá. Đây, các bác về gắn vào máy thì rất đơn giản luôn, cắt tôn như cắt giấy luôn, mà giá chỉ hơn 100.000 thôi. Các bác gắn vào máy khoan pin hay máy khoan điện đều ok hết nhá. Đây, các bác xem cắt tôn múi này, rất ok luôn. Tôn thẳng cũng thế nhá, cắt rất là ngọt. Các bác cần dùng thì ấn vào giỏ hàng mua ủng hộ em nhá. Đó, thấy không? Cắt rất là ngọt luôn nhá. Đây, đang có một cái máy khoan nhá, mà muốn dùng để cắt tôn đấy thì dùng cái bộ chuyển đổi này nhá. Riêng cái bộ này này, các bác lắp vào máy khoan pin hoặc là máy khoan điện đều ok hết. Cắt các loại tôn rất là nhanh các bác ạ. Các bác nhìn đây này, em cắt như là cắt giấy thôi. Tôn thẳng hoặc là tôn gấp thì đều ok nhá. TikTok đang có hỗ trợ phí ship đấy ạ. Bác nào cần thì múc ngay đấy nhá. Các bác đang có một cái máy khoan nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác lắp vào cái máy khoan điện hoặc máy khoan pin thì mình các bác xài thôi. Nó rất là dễ dàng lắp đặt và dễ dàng xài sử dụng luôn nhá. 100k một cái bộ này, 100.000 một cái bộ đầu cắt tôn cho chuyên dùng cho máy khoan nhá, 100k bộ. Đấy. Lưu cho em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 nhá. Các bác mua hàng cứ trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng thép sửa bản lề nhá, miếng thép sửa chuyên sửa bản lề, những cái bản lề cửa tủ nha các bác ấy. Hiện tại là đặc biệt là những cái tủ ván ép ấy là nó rất hay bị mục, mà hay bị sập, hay bị bong ra. Đấy, các bác mua cho cái miếng thép này về đấy để các bác vá vào và các bác lắp lại cho cái bản lề vào. Bình thường là các bác cứ phải đi thay cả một cái cánh tủ hoặc là thay rồi là vá viết các thứ rất là mất công mà phải gọi thợ cơ. Thì các bác mua trong cái bộ này về đấy, thì một cái miếng thì em sẽ bán được combo là một cặp nhá, một cặp là 2 miếng nhá, một cặp là 2 miếng thì sẽ có giá là 30.000. Lên mã giúp em sẽ cái miếng thép sửa bản lề nhá, một cặp 2 miếng nha. Đấy, bán là bán một lúc là 2 miếng luôn nhá, không bán lẻ một miếng nhá. Đấy, bán là một lúc là bán 2 miếng luôn thì là 30.000 một cặp nhá. Đấy, 30.000 một cái cặp miếng thép sửa bản lề nhá. Lên mã cho em sẽ cái miếng thép sửa bản lề, một cặp 2 miếng này là 30.000 nhá, một cặp 2 miếng đó là 30k. Đấy, bán là bán theo cặp một nhá, bán theo cặp một là 2 miếng nhá, là 30k. Đây, các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây, các bác cùng xem video về sản phẩm nhé. Bản lề cánh tủ nhà bạn sử dụng lâu ngày bị hỏng nhưng phí sửa chữa thì lại quá cao, vậy thì mọi người hãy thử ngay cái miếng thép sửa bản lề này đi nhé. Đã nhỏ gọn mà lắp đặt lại vô cùng dễ dàng luôn, chỉ cần gắn đinh vít 4 góc cố định là đã có thể sửa lại bản lề ở cánh tủ, cánh cửa, các phần bị mòn hay hư hỏng một cách nhanh chóng mà không cần phải thay tủ mới. Chất liệu thép inox không rỉ, bền đẹp theo năm tháng. Đã thế, nó còn giúp che phủ khu vực bị hỏng, tăng tính thẩm mỹ cho cửa hay tủ nhà mình luôn. Mọi người quan tâm sản phẩm thì tham khảo ở dưới đây nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về ví dụ như những cái cửa tủ như các bác nó hỏng đây, nó bị bục như này này. Đấy thì các bác mua cho cái miếng này về. Đấy, các bác ốp nó vào. Đấy, ốp nó vào để làm một cái sườn, một cái móng. Sau đó là các bác ốp tiếp cái bản lề cũ của nó lên. Đấy, lắp đặt rất là dễ dàng thôi các bạn. Lắp đặt rất dễ dàng. Đấy, ốp vào. Đấy, sau đó các bác xoáy tiếp những cái bản lề cũ lên là các bác lại xài bình thường. Đấy, đỡ phải vứt những cái cánh tủ hoặc là những cái con bản lề đi, hoặc là vứt cả một cái tủ đi. Thay vì đấy thì các bác mua cho cái miếng này về các bác sửa vào. Đấy, cái này thì tình trạng này em thấy gặp là khá là nhiều nhà bị chứ không phải một nhà bị đâu ạ. Vì thường thường là những cái tủ bây giờ nó toàn những cái dạng tủ bằng gỗ ép nên nó rất là nhanh bục ra. Đấy, thì các bác mua cho cái miếng này về nhá. Miếng thép sửa bản lề nhá. Bán một cặp là 2 miếng nhá, là 30k một cặp nhá. Đấy, một cặp 2 miếng là 30k về dùng. Đấy, cái này đi kèm nó có cả đinh vít luôn này. Đấy, có cả đinh vít rất đầy đủ luôn. Là một cặp là 30.000 nhá. Các mã hàng đó là cái chai dầu Hàn Quốc Song Homin này. Đấy, báo giá bác luôn. Anh em đang gửi bác giá một cái chai dầu Hàn Quốc Song Homin này với giá sẽ là 80.000. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng. Đấy, có hình ảnh cậu thủ Song Homin. Đấy, số 7 Hàn Quốc này. Đấy, và chữ ký luôn nhá, đầy đủ ngon lành luôn. Hàng mới nguyên hộp luôn nhá, hàng mới hộp đây. Một chai này sẽ là 100ml. Đấy, rất nóng và rất thơm nhá. Đấy, rất nóng và rất thơm. Đấy, về các bác sử dụng, các bác dùng, các bác bôi. Sau đó là các bác kết hợp với cái con lăn này, đấy, các bác massage, đấy, các bác bôi xong các bác massage cho nó đều nhá, đấy, massage cho đều rất ok luôn. Đây, đó, hộp kia của nó ngon này nhá, còn đây là vỏ này, đó, dầu nóng Hàn Quốc Song Homin luôn nhá. Giá thì tại vì em đang gửi bác là 80.000 một chai này, đấy, một chai này là 100ml nhá, dùng cực kỳ ok luôn, chuyên trị cho các bác nào là đau nhức xương khớp này, đau cơ, đấy, các bác chơi thể thao, đau cơ bắp, đau xương khớp về các bác bôi cho em, đấy, giảm rất là nhanh luôn nhá, đấy, và rất là nhạy luôn. Đấy, thì rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây Đợt này về cái logo này rất ưng ý luôn. Đấy, và hàng này thì hàng sách tay nhá, nên là số lượng có hạn các bạn, không có nhiều đâu. Thì các bác tranh thủ mà bác nào ưng thì chốt luôn nhá. 80.000 một cái chai dầu nóng Hàn Quốc của Song Homin nhá, 80.000 một chai. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang đó cái bộ lọc nước sinh hoạt 50.000 một bộ nhá, 50.000 bộ. Cái này nhà bác nào mà nước hay nhiều cặn này, đấy, đặc biệt là những cái dạng nước giếng ở các thứ rồi. Đấy, nước bây giờ nó rất là nhiều cặn thì bác mua trong cái bộ này về nhá. Về các bác dùng để các bác lọc đấy. Đặc biệt là những cái nước mà nó vào trong máy nóng lạnh rồi mà nó rất nhiều cặn ấy, thì khi mà đun sôi lên nó sẽ bám vào những cái thành vách của cái máy lọc cái máy nóng lạnh ấy, nó rất là nhanh hỏng cái bộ càng làm nóng ấy, nên là các bác mua cho em cái bộ này về. Đấy, về bác dùng rất hay, và các bác lọc trực tiếp cái nguồn nước sinh hoạt của mình cũng ok. Đấy, lọc những cặn các thứ rồi. Giờ cho nó sạch sẽ hơn nhá, thì các bác mua về. Cái này thì gen nó sẽ là gen 21 nhá, đây này, có cả gen khâu đồng rất chắc chắn luôn. Đó, và cái lõ này thì các bác có thể tháo ra các bác vệ sinh cho em thoải mái luôn nhá. Đấy, khi mà cặn nó bám nhiều rồi thì mình có thể tháo ra các bác vệ sinh. Cái này thì nó là dạng kiểu dạng lưới inox ấy, không rỉ nhá, nên các bác yên tâm dùng cho em thoải mái luôn. Đấy, có thể tháo ra vệ sinh nhá. Và khi mà các bác lắp cái này thì không ảnh hưởng gì đến cái lực nước thôi nhá, không ảnh hưởng gì đến cái lực nước, nên dùng rất là ok luôn. Đấy, thì đây một cái cục lọc nước sinh, bộ cục lọc nước sinh hoạt này chỉ có giá là 50.000 thôi. Về các bác mua về sử dụng dùng rất ok luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lọc nước các bác nhá, bộ lọc nước sinh hoạt nhá. Đấy, bộ lọc nước sinh hoạt. Giá đang gửi bác một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt nha, với giá sẽ là 50.000 một bộ nhá. Đây, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, lọc rất là hay luôn. Xử lý cái nguồn nước ấy mà bị cạn bạc nhá. Em quay gần đây này, quay gần đây. Đấy, như chính nhà em đây này, là khi xả nước ra ấy, là sẽ có rất nhiều cặn bẩn như thế này. Giải pháp ấy là các bác lắp cái củ lọc nước này vào. Đấy, như nhà em này, em lắp cho chính nhà em luôn nhá. Cái này là nhà em là hay dùng nước mưa ấy, nên là nhiều khi nó có cặn bẩn này, hay là đường ống nước nhà mình ấy nó bị cặn bẩn, và bây giờ em sẽ đổ cái nước bẩn đi này. Đấy, và xả ra đó các xem nhá. Đấy, cái lượng nước của nó vẫn mạnh nhá, không bị giảm cái nguồn nước ra đâu. Rồi, đấy vào đây. Đấy, đường nước của nó rất là sạch nhá, sạch trong luôn. Cách các bạn thì cũng đơn giản, các bác thì mình mua một cái gen nhựa 21 này về nhá. Đấy, mình lắp vào như anh em này để mình kết nối nhá. Đấy, xong rồi mình vặn vào thôi. Như vậy ok nhá. Đấy, nó có gen sẵn rồi ạ. Khi cần vệ sinh ấy, thì các bác chỉ việc tháo này ra rồi này. Đấy, đây là lõi lọc, đấy mình sục rửa cho nó sạch nhá. Là ok thôi. Các bác nhà mình dùng cái này thì mình sẽ có một nguồn nước trong sạch, đấy, đảm bảo cho sức khỏe này, và đảm bảo cho các thiết bị điện nước trong gia đình này ạ. Củ lọc này thì mình vừa bán này và vừa đấy, thực tế ok quá nhá. Thực sự là hiệu quả này. Chưa đến 100.000 đâu. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, 50.000 một cái bộ cục lọc nước sinh hoạt này, 50.000 bộ về dùng rất hay. Đó, về các bác lọc những phần cặn bẩn nước, bẩn các thứ là các bác lọc nhá, rất là sạch luôn, 50.000 một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp 10 điếu ngải cứu này. Đấy, báo giá bác luôn một cái hộp 10 điếu ngải cứu này sẽ có giá là 30.000. Đấy, tại sao gọi là điếu? Vì nó dài như kiểu là điếu thuốc thì bên em sẽ gọi là điếu, và về thì các bác dùng để đốt nhá. Đấy, các bác dùng để đốt, để xông phòng, xông nhà này. Chất liệu toàn bộ thành phần chính là từ ngải cứu, nên là về các bác sử dụng rất là lành tính luôn. Đấy, vừa xông phòng, xông nhà, xông cho chính bản thân các bác nhá. Khi mà các bác ngửi cái mùi ngải cứu này, cảm giác rất là thoải mái, nhẹ nhàng người ngợm luôn, rất là ok. Và đi kèm thì đây, đi kèm nó sẽ có một cái núm như này nữa các bác nhá, có một cái núm như này này. Đấy, có một cái núm như này, về các bác cắm vào. Đấy, cắm trực tiếp vào đây. Đó, sau đó là cái núm gỗ này. Đấy, sau đó các bác dựng lên nha. Đó, và bắt đầu các bác đốt thôi, các bác không cần phải bóc ra đâu nhá. Cái này là bên trong là nó có sẵn ngải cứu cái thứ rồi, thành phần thảo mộc rồi. Đấy, các bác cắm nha, sau đó các bác đốt và cứ thế là nó tự động nó cháy thôi. Đấy, mình dùng để xông phòng, xông nhà. Rồi là ví dụ như cái tình trạng mà muỗi nó nhiều ấy, muỗi nó nhiều mà muỗi nó cực kỳ là nó sợ cái mùi ngải cứu luôn. Các bác mua cho em cái này về các bác đốt này. Đấy, đốt là đuổi được muỗi luôn các nhá, đuổi muỗi này, rồi là xông phòng, xông nhà. Đấy, thơm phòng, thơm nhà. Được, khi mà các bác ngửi cái mùi này cũng rất là thơm luôn. Đấy, nhận hàng các bác cứ mở ra kiểm tra nhá. Các bác chưa đốt đâu, các bác mở ra kiểm tra thôi, các bác đã ngửi thấy cái mùi ngải cứu nó rất là thơm luôn. Mùi ngải cứu rất thơm luôn. Thì một cái hộp như này là 10 cái điếu ngải cứu này các nhá, 10 cái điếu ngải cứu dài, chắc là dài khoảng tầm 20, dài 20 bạn. Đấy, dài 20 các nhá, dài 20, rất là dài luôn, đốt được rất là lâu đấy. Đấy, thì một hộp này là 10 điếu nha. Giá nó chỉ có 30.000 thôi, thành phần chính là từ ngải cứu, dùng rất là lành tính luôn nhá. Đau người, đau ngợm này, rồi là phòng ốc có thứ giờ nó ẩm thấp này, nó không được thông thoáng ấy. Đấy, rồi là nó khó chịu này. Thứ hai là tình trạng muỗi miếc thứ nhiều. Đấy, nói chung là vừa tốt cho sức khỏe, vừa đuổi được muỗi nhá. Đấy, rồi là xông phòng, xông nhà rất là thơm luôn. Một cái hộp 10 điếu ngải cứu này với mức giá là 30.000 nhá. Thì các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá. Hộp 10 điếu ngải cứu dùng để đốt, để xông phòng, dùng để thơm phòng nhá. Với mức giá sẽ là 30k nhé, 30k một cái hộp mà 10 điếu ngải cứu này. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Ngải cứu được mũi thơm phòng an toàn cho người dùng. Sản phẩm được làm từ cây ngải cứu an toàn với nhiều công dụng như đổi mũi, diệt khuẩn không khí, mang lại cho bạn sự tĩnh tâm và giảm căng thẳng, thuốc ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chất liệu thiên nhiên an toàn sức khỏe nên bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng và không lo vấn đề độc hại. Thích hợp sử dụng mọi nơi trong gia đình, mang lại mùi hương nhẹ nhàng và dễ chịu. Nhanh tay đặt hàng để nhận những ưu đãi đặc biệt từ shop nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, về các bác đốt xông phòng xông nhà, đấy, đuổi muỗi rồi là thơm phòng thơm nhà, tốt sức khỏe nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp 10 điếu ngải cứu nhá, 10 điếu ngải cứu với mức giá sẽ là 30k. Đấy, 30k một hộp 10 điếu nha. Đấy, bán cả hộp luôn nhá các bác nhá, không bán lẻ, bán cả hộp luôn. Đấy, vì giá nó rất là hạt rẻ rồi. Đó. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó cái bộ phễu inox nhá. Em báo giá luôn một cái phễu inox này với mức giá sẽ là 50k một cái phễu này nhá. 50k một cái phễu này, về dùng rất là tiện dụng luôn. Đấy thì một cái phễu thì bình thường nó sẽ là một cái phễu nha. Đấy, chất liệu là inox 304 nhá, 304. Về các bác dùng để đong. Đấy, các bác để đong những cái từ những cái can nhỏ các bác chiết vào những cái chai nhỏ thì các bác dùng cho em cái phễu này. Đấy, những cái đầu nhỏ các bác cắm vào những cái chai nhỏ để các bác đong. Đấy, đong nước mắm, đong dầu, rồi là có thể đong những cái chai dung dịch các thứ bằng nước ok luôn. Đấy, và chất liệu bằng inox nên là dùng nó rất là bền. Đấy, và yên tâm là nó yên tâm, các bác yên tâm là an toàn với sức khỏe nhá. Đấy, vì nó là bằng inox mà nên rất an toàn. Đấy, và ngoài ra thì đi kèm thì sẽ có là một cái phần miếng lọc này nhá. Đấy, thì về cái miếng lọc thì bên em sẽ gửi kèm về các ốc bóp này. Đấy, các bác cho vào đây. Đấy, cho đây chưa? Đấy, cho đây và các bác ấn nó xuống này. Đấy, để ví dụ như những cái dạng nước mà nó nhiều cặn các thứ ra, rồi là với những cái đồ mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc qua cái lọc này thì các bác và cho vào cái can và cái chai nhỏ ấy, thì các bác lắp cho em cái lọc này vào để các bác lọc những cái cặn. Đấy, những cái cặn to các thứ ra đi. Đấy, để chiết ra một cái chiết xuất là nó chỉ có nguyên chiết xuất không, nó không bị cặn các thứ ra thì các bác lắp cho con lọc vào. Còn nếu mà các bác không dùng thì mình có thể rút ra nhá, rút ra. Đấy, thì rất là tiện dụng luôn. Một cái phễu này là 50.000. Đấy, bằng inox thì các bác dùng yên tâm rất là bền rồi. Đấy, không lo nó bị hỏng hóc gì, sét tay là vấn đề đâu nhá. Bằng inox thì rất là bền, các bác dùng chắc là bao năm mới hỏng luôn, rất là ok luôn. Giá bên em gửi bác là 50k một cái nhá. Các bác link cứ lên mã giúp em sẽ là cái phễu inox nhá. Đấy, phễu inox đang gửi bác là 50k. Nó có cả cái màng lọc luôn nhá. Đấy, cái màng lọc này các bác có thể cơ động, các bác tháo ra tháo vào được thoải mái nhá, nên rất là cơ động luôn. 50k một cái phễu inox nha. Đấy, 50k. Khá là to nhá. Đấy, khá là to, các bác về đong những cái dạng dung dịch các thứ rất ok. Đấy, 50k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng rất là tiện luôn. Đấy, đây. Các bác cùng xem này. Đó. Ví dụ các bác có những cái dạng đồ thừa mà nó nhiều cặn các bác muốn lọc, đấy thì các bác cho qua cái lọc này cũng ok này. Đấy, ngoài ra thì mình có thể là đong được nhiều thứ khác nhau nhá. Đấy, ví dụ đong nước mắm này, đong xì dầu, đấy, đong cả hạt được luôn này. Đấy, đong hạt luôn. Đấy, nó có cả phần móc treo thì dùng xong mình có thể đeo lên nhá, đeo lên. Đó, rất ok luôn. 50k một cái nhá. 50k một cái phễu lọc. Cái phễu lọc inox nhá. Cái phễu inox các bác cứ lên mã nha, sẽ là phễu inox nhá, cho nó ngắn gọn. Phễu inox 50k một cái. Tiếp theo thì hôm nay bên shop tiếp tục về cái mã hàng cũng rất nhiều bác mong chờ và cũng rất nhiều bác hỏi này. Đó là cái mã nồi lẩu mini nhé, và em báo giá luôn. Sản phẩm này sẽ có giá là 120.000 một chiếc nhá. Rất tiện dụng luôn. Cái này thì không những là các bác có thể dùng ăn lẩu thì mình có thể là sử dụng đa năng luôn. Có thể là rán này, xào, nấu này, rồi là ngoài ra có thể là sử dụng làm món hấp được luôn. Công suất thì sản phẩm này sẽ có dung tích là 1,8 lít nhá. Công suất sẽ là 600W và sử dụng giúp em là điện 220. Rất tiện dụng luôn nhá. Đây, hàng của sản phẩm này sẽ mới keng nguyên hộp. Nói chung là cái này thì em quay và giới thiệu nhiều lần rồi. Thì chắc là nhiều bác xem cũng đã biết về cái mã hàng này rồi. Quan trọng là nhiều bác cũng bữa trước là cũng chưa mua được. Hôm nay bác nào chưa mua được thì tranh thủ chốt đơn nhanh luôn nhá. Đấy, sản phẩm gì đây? Sẽ gồm có là một nồi chính này, đấy, có phần tay cầm nhá, rất chắc chắn luôn. Đây là cái phần công tắc bật tắt này, đấy, các bác bật về giữa thì nó sẽ là tắt nhá. Còn các bác bật bên tay trái em đang bật này thì sẽ là nấc thứ 2, bật bên tay phải thì là cấp độ số 1. Đấy, nó sẽ có cả cấp độ luôn, cấp độ nóng không nhá, rất tiện dụng luôn. Và các bác bật về giữa, đấy, thì nó sẽ là tắt đi nhá, rất là hay. Đấy, và đây là phần dây nguồn, đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em. Đây, cái rắc nguồn nó bên hông này, đấy, cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác xài thôi. Ngoài ra đi kèm của nó sẽ có là một cái khay hấp luôn. Đấy, cả một khay hấp bằng inox luôn này. Và có cả phần nắp vung nhá. Đấy, hình con gấu rất xinh này. Đó, nắp vung. Nắp vung là bằng thủy tinh luôn nhá. Để tiện cho các bác nấu nướng, các bác sử dụng nhá, rất tiện dụng. Cái này thì phù hợp ví dụ như là ăn lẩu nhanh khoảng tầm 2 đến 3 người là ăn thoải mái, hoặc là ví dụ như là cho các bác đi làm công trình công trường, các bác ở ít người đấy, 1-2 người, hoặc là các bác ở một mình đấy, bác nào nhà ít người dùng bộ đánh ok, hoặc là cho các em học sinh sinh viên đấy, ở phòng trọ không cần quá nhiều thứ linh kỉnh mà có thể là nấu được nhiều thứ nhiều món thì các bác dùng cho em. Nói chung là con này là đa năng luôn rồi, nấu nướng này, xào, rán này. Dán thì tại sao nó dán được, vì trong nó có một lớp chống dính này, nên là các bác dán thoải mái không lo nó bị dính nhá. Đấy, có một lớp chống dính luôn. Rồi là ăn lẩu này, nấu canh này, rồi là hầm hiếc các thứ thoải mái luôn. Ngoài ra thì có cả món khai hấp nhá. Đấy, các bác có những cái món như là món bánh bao thứ này, đấy, cho vào đây mình hấp này, có cả vùng nắp đậy luôn. Đấy, nếu mà không hấp thì mình có thể bỏ ra, đấy, đậy cái vùng vào đây luôn, rất vừa luôn nhá. Thiết kế cực kỳ thông minh luôn. Đấy, nói chung là rất nhiều chức năng trong một chiếc nồi. Lên mã cho em sẽ cái nồi lẩu mini nhá. Giá của nó sẽ là 120k, dung tích của nó là 1,8 lít nhá, sử dụng điện 220 và công suất của nó sẽ là đi 600W nhá. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này, dùng cực kỳ hay luôn. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Đấy, bật công tắc lên này. Đấy, các bác nhìn này, có thể rán trứng luôn nhá, rán trứng cực kỳ ngon luôn, không lo cháy dính nhá. Rồi là làm những cái món ví dụ như là hấp này. Hấp cực kỳ ngon luôn, con này hấp ngon lắm mà cái độ sôi, có nhìn cái độ sôi nó này, nó sôi rất kinh khủng luôn, sôi mạnh, sôi khỏe lắm ạ, sôi mạnh, sôi khỏe cực kỳ luôn. Đây, để em cho các bác xem lại một lần nữa này. Đây, đó, đấy, rán trứng này, đó, rồi là ăn lẩu này, quá ok luôn nhá. Hấp này, đấy, hấp bánh bao nhá, cực kỳ xịn sò ngon lành luôn, đó, rất ngon lành nhá. Có nắp đây, hay hấp, dây nguồn 220V. Đây là công tắc chỉnh nhiệt, có 2 chế độ mạnh yếu, lớp vỏ bên ngoài bằng nhựa, nhìn hao giống cái cao uống nước. Nồi này thì có dung tích 2 lít và công suất là 600W. Món đầu tiên Kiên sẽ thử là trứng chiên, tiếp theo đổ nước vào biến nó thành một cái nồi canh. Vậy là ta đấy, món mì tôm trứng chiên là mì tôm trứng các thứ luôn, nói chung là nấu cực kỳ đa năng. Hấp lên. Bây giờ nó hấp bánh bao luôn nhá. Quá tiện luôn. Đấy, rất là hay nhá. Đó. Rồi. Lên mã cho em sẽ cái sản phẩm là cái nồi lẩu mini. Về các bác sử dụng đa năng nấu các món luôn nhá, rán, xào, nấu, ăn lẩu, rồi là hấp được luôn. Giá full combo một cái bộ này, giá sẽ là 120.000 thôi, 120.000, giá rất hạt rẻ mà dùng cực kỳ ok. Cái này anh em đã nấu test thử rồi, nó sôi nhanh cực kỳ, sôi nhanh lắm, sôi nhanh cực kỳ các bạn. Đấy, sôi nhanh dã man luôn. Đấy, 120k một chiếc nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã báo giá bác luôn. Đó là cái máy hút bụi ga giường, cũng rất nhiều bác hỏi các bác này. Đó thì em báo giá luôn 280.000 một chiếc máy hút bụi ga giường nha các bác nhá, 280.000. Sản phẩm này thì đây, xem cái phần thông tin này. Thông tin của sản phẩm này thì cái nguồn sử dụng của nó sẽ là nguồn điện 5V 2A nhá. Đấy, nó có sạc tích điện ạ. Và cái công suất của nó sẽ là 68W nhá. Khá là trâu bò luôn. Dung tích đựng chứa của nó sẽ là 185ml này. Đấy, cân nặng gần 1 cân, khá là nặng luôn đấy, khá là đầm tay chắc tay nhá. Đây em sẽ đập hộp mục sở thị cho bác xem về một cái mã này. Giá sẽ là 280.000 một cái máy này nhá, 280.000, chuyên để các bác hút bụi ga giường nhá, hút nệm hút ga giường. Sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp luôn, nguyên hộp nhá, chắc chắn chất lượng lắm, thiết kế cực kỳ là chất lượng. Đây bộ máy thì sẽ gồm có là một thân máy này, sách hướng dẫn sử dụng này. Đấy, rồi là đi kèm cho các bác là một cái cọng dây cáp sạc nha. Đấy, một cái cọng dây cáp sạc rất tiện dụng. Đấy, và đây là cái phần nút công tắc này, cái phần buồng để chứa rác nhá, buồng để chứa rác. Và bên dưới này thì sẽ là cái phần hút này. Đấy, có mã cốt, mã QR đầy đủ luôn. Nói chung hàng chuẩn chính hãng nhá, cực kỳ xịn, mới keo nguyên hộp luôn. Cái này thì về thì các bác cứ ấn trực tiếp vào trong phần ga nệm giường này, rồi là ghế sofa các bác sử dụng, các bác hút nhá. Con này hút khỏe lắm, hút khỏe lắm, lực hút của nó rất khỏe luôn. Ngoài ra thì nó có cả các chế độ đèn tiêu UV để khi mà các bác sử dụng đấy là các bác là khử khuẩn luôn. Đấy, ngoài chức năng hút bụi nó có cả chức năng khử khuẩn luôn, rất ok. Đây, đấy, rất ok. Và khi mà hút thì cái phần rác nó sẽ chứa tất vào trong này. Đấy, thì các bác có thể mở ra, đấy, mở ra các bác lấy ra sau đó các bác lấy trong cái lọc ra, đấy, các bác đổ rác đi thế là xong. Đấy, sau khi mà đổ rác xong các bạn lắp cho em vào, nhớ cho em là các bác lắp cái lọc này vào nhá, lắp cái lọc nào. Đấy, sau đó các bác lại khớp nó vào, đấy, khớp nó vào là các bác sử dụng thôi. Đấy, rất ok, con này sử dụng cực kỳ đơn giản luôn, sử dụng cực kỳ đơn giản luôn. Đó, sử dụng rất đơn giản nhá. Đấy, các bác chỉ việc ấn là hút vào thôi. Đây em sẽ test các bác coi về cái sản phẩm máy này. Đây ở đây em đang có một ít cái rác nhá, em sẽ đi một đường để xem hút không nhá coi nhá. Đây. Đó. Các bác thấy lực hút của nó kinh khủng không? Đấy, các bác thấy lực hút kinh khủng không? Ấn một phát cái là nó sẽ hút hết vào trong này luôn, hút sạch vào trong này luôn nhá. Thì nó sẽ cuộn chứa hết những cái rác vào trong buồng này. Thì khi các bác lấy thì các bác mở, các bác lấy ra. Đấy, các bác thao tác các bác mở này, lấy ra này. Đấy, sau đó các bác rút cái này ra. Đấy, và các bác lại đổ rác ra. Đấy, có thế thôi là các bác xài nhá. Đấy, đổ rác ra và các bác lắp cho em cái lọc này vào. Đấy, lắp cái lọc này vào, sau đó là các bác lắp nó vào. Đấy, lắp nó vào đây. Thế là xong. Con này sẽ có là hai cấp độ nữa. Cấp độ 1 này. Đấy, cấp độ bình thường này, cấp độ mạnh này, 2 này. Đấy, thì sẽ hai cấp độ nhá. Đấy, máy thì bấm nút đây. Ngoài ra thì đây là cái phần chân sạc nhá, một phần chân sạc này coi này. Đấy, chân sạc đây. Cái chân sạc của nó sẽ là cái chân sạc Type-C và đi kèm thì sẽ có một cái cọng dây cáp sạc này. Cái này thì về các bác cắm chung với cái cục sạc điện thoại nhà mình ấy, là các bác sạc cho con máy là ok rồi. Đấy, các bác cắm vô đây. Đấy, và các bác cắm chung với lại cái cục sạc điện thoại nhà mình là các bác sạc được cho cái máy này rồi, có thế thôi. Đấy, và khi nào hết pin thì các bác mang, và các bác sạc đầy pin thì các bác mang ra các bác hút, có thế thôi nhá. Rất tiện dụng và dễ sử dụng luôn. Cái này thì cái nguồn của nó sẽ là nguồn 5V. Đấy, còn nếu mà nhà các bác nào mà chưa có cục sạc thì các bác có thể mua thêm. Thì hiện tại bên em đang bán cái cục sạc 5V 2A như này thì sẽ có giá là 30.000. Đấy, cục này của Samsung này thì nó cũng có cái chân USB. Đấy, thì các bác có thể cắm trực tiếp vào đây. Sau đó các bác cắm trực tiếp vào nguồn 220 để các bác sạc cho cái máy này rồi. Đấy, thì các bác có thể cắm như này để các bác cắm sạc. Còn nếu mà nhà các bác có cái cục sạc này rồi thì mình có thể tận dụng cái cục sạc điện thoại là các bác có thể cắm. Còn nếu mà chưa có thì mình có thể mua thêm. Thì cái cục sạc của Samsung 2A nha. Đấy, nó cấp nguồn được cho cái sạc cho cái máy này. Thì hiện tại em đang bán một cái cục sạc của Samsung 2A này là 30.000 một cục nhá. Có nhá, 30k. Lên mã em sẽ cái cục sạc Samsung 2A nhá. Giá hiện tại em đang bán một cục sạc này là 30k một cục nhá, 30k. Đấy, con máy thì bên em đang gửi bác giá rất là hữu nghị và rất là hay. 280.000 một cái nhá, 280.000 một cái. Máy hút bụi ga giường nhá và bao ship cho bác tận nhà luôn. Hàng của nó là mới nguyên hộp nha này các bác. Đấy, mới keng nguyên hộp này luôn. Hàng của hãng luôn các bác nhá. Đấy, hàng của hãng rất xịn sò ok luôn. Giá thì chỉ có 280 thôi, giá rất bình dân mà các bác mua về mình hút bụi ga giường. Đấy, ga giường là một trong những chỗ mà bụi bặm một thứ rất là ấy nhá. Đấy, thì các bác mua về hút, đặc biệt là nhà hay có trẻ con cái thứ đó, mua về hút. Đấy, hút cho nó sạch sẽ đi. Đấy, đỡ bụi bặm cái thứ này, rồi là những cái phần bụi vải các thứ rồi rất là nhiều. Đấy, và ngoài ra con này nó có cả chế độ đèn tiêu UV. Đấy, tia cực tím để nó khử khuẩn nhá, vừa hút bụi vừa khử khuẩn luôn. Máy thiết kế cực kỳ chắc chắn. Đấy, màu rất đẹp luôn nhá, chắc chắn rất đẹp, cầm nặng trịch luôn. Đó, 280k nhá. Đấy, đây là phần công tắc chân sạc, cắm vào là xài thôi. 280k một cái. Đấy, các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Con này nó hút cực kỳ khỏe luôn nhá. Đấy, đây không, hút rất sạch sẽ luôn này. Đấy, hút nệm, hút giường, hút ga gối đệm này. Đấy, ghế sofa các thứ rất tiện dụng luôn, mà cái lực hút nó rất khỏe nhá. Đấy, lực hút khỏe lắm. Đấy, các bác nhìn này, hút ra đống cặn đống bông luôn nhá, kinh khủng khiếp luôn. Đấy, hút rất sạch sẽ và cái lực hút rất khỏe nhá. Đó, có cả phần tia UV, đèn cực tím. Đấy, diệt khuẩn luôn, ok luôn nhá. Đó, thấy không, dã man luôn. Đấy, phần lọc này các bác có thể rửa vệ sinh thoải mái luôn. 280k một sản phẩm máy hút bụi ga giường nhá. 280k, lên mã giúp cho em sẽ là cái máy hút bụi ga giường nhá, 280k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái xưởng hấp nhá, và em báo giá luôn. Hiện tại em đang bán cái xưởng hấp này với giá sẽ là 80k. Đấy, thì sản phẩm nó sẽ có size là 28 cm, size tức là cái đường kính nhá. Đấy, cái đường kính của nó sẽ là 28 cm. Cái này thì về chuyên dùng để các bác dùng để hấp. Đấy, chuyên dùng để các bác làm những cái món hấp, ví dụ như là những cái món tôm hấp này, rồi là các thứ cả nấu những cái món dùng để hấp. Đấy, rất tiện dụng luôn. Hàng này của nó thì sẽ là hàng thanh lý siêu thị nhá, hàng thanh lý siêu thị nên là nó có giá nó rẻ như thế các bạn. Đấy, chứ bình thường các bác mua những cái khay này khoảng tầm 150 bộ luôn đấy, chứ không bao giờ có giá 80.000 đâu. Giá này là như là giá tốt nhất thị trường luôn. Đấy, thì bộ sản phẩm sẽ gồm có cho bác là một cái son này, một cái son. Đấy, một cái son dưới, son chính để về các bác đổ nước lên này. Đấy, sau khi đổ nước rồi thì các bác để cho nó khay hấp này lên. Đấy, để khay hấp nó lên nhá. Đấy, thì các bác có những cái đồ hấp các thứ rồi, tôm hấp này, cua hấp, ghẹ hấp này, mực hấp này. Đấy, các bác để lên đây. Sau đó là các bác lắp xem cái vung vào. Đấy, vung thì bên em sẽ gửi kèm cả những con ốc vít cái thứ về các bác lắp vào. Đấy, vung của nó sẽ là vung kính cường lực luôn nhá, trong suốt để tiện việc là theo dõi đồ ăn. Đấy, các bác lắp vung vào. Sau đó các bác để đến bếp các bác đun thôi, rất tiện dụng luôn. Đấy, còn nếu mà các bác không muốn hấp thì các bác bỏ ra, thì đây nó sẽ thành một cái nồi để các bác nấu vào đây được luôn. Đấy, nấu rồi là sử dụng nấu nướng cái thứ này. Đấy, ok luôn. Cái này thì có thể đun được bếp từ nhá. Đấy, có thể đun được bếp từ nên là có yên tâm nhá. Đấy, bếp từ, bếp ga, tất cả các loại bếp nhá, nên các đun hết luôn. Đấy, mặt này là mặt từ thoải mái này. Và hàng em nói luôn là hàng này của nó sẽ là hàng thanh lý siêu thị nên đôi khi nó sẽ có một chút hơi móc cấn một chút nha. Đấy, thì các bác thông cảm cho em nhá, vì hàng này giá thứ nhất là giá nó tốt, mà thứ hai là hàng thanh lý quá nên là những cái tình trạng mà hơi xước móp một chút thì các bác thông cảm cho em nhé. Đấy, thì em cũng nói luôn trong cái vấn đề về hàng hóa nọ kia. Đấy, còn nói chung là về cái mức giá thì cho em cái giá này nó quá là hợp lý thôi ạ, cho một cái bộ xưởng hấp này. Đấy thì sẽ bao gồm là một cái xưởng hấp này luôn và cả một cái nồi. Đấy thì các bác có thể nấu đa năng vào đây được này. Còn nếu mà không thì các bác bỏ xưởng lên để các bác hấp đồ vào đây ok luôn. Đấy, nó rất là ok nhá, chắc chắn. Mà lại thiết kế cả mặt kính nó rất ok. Đường kính là 28cm, các bác khá là to nên các bác có thể hấp được khá là nhiều đồ luôn thôi nhá. Hấp được khá là nhiều đồ luôn. Đấy, với mức giá 80.000 nha thì không có gì phải chê về mức giá rồi. Giá siêu hạt rẻ luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái xưởng hấp nhá. Đấy, cái xưởng hấp. Đấy, có mặt kính thứ đầy đủ luôn. Đây, rất chắc chắn, phần quay B ok luôn. 80k nhá, 80k một cái xưởng hấp nha, 80k một cái. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em nồi chiên không dầu của Camel này. Đấy, nồi chiên không dầu của Camel. Em này thì sẽ có dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1.500W và lên mã thì em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Đấy, với mức giá sẽ là 520.000 một cái nồi chiên không dầu Camel nha, 520.000. Cái con này về bác nấu nướng rất là được nhiều món luôn. Cái này thì nhà em cũng đang dùng thực tế một cái con này rồi, dùng rất thích luôn mà. Nhà em dùng chắc khoảng tầm là đi 2 năm nay rồi, rất là bền nhá, siêu bền luôn ạ, bền dã man. Đây, sản phẩm thì hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, giá sẽ là 520.000 một cái nhá. Ở đây sẽ có là những cái sách này là sách công thức đồ ăn này, rồi sách hướng dẫn sử dụng này đầy đủ luôn, vì nó là hàng mới nguyên hộp mà. Đấy, đây là siêu phẩm chính của chúng ta nhá, sản phẩm nồi nhá, sản phẩm nồi. Đây, thiết kế cực kỳ chắc chắn luôn. Đây, để em mang đây quay cho bác xem. Đó, thiết kế rất đẹp và chắc chắn nhá, thiết kế cực kỳ đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, sản phẩm thì mới nguyên hộp nha. Đấy, sử dụng nguồn là nguồn 220 nhá. Công suất của nó sẽ là đi công suất của sản phẩm này sẽ là 1.500W nhá và sử dụng điện là điện 220. Cái này thì các bác trên này sẽ có hai núm nhá, là một núm là núm đồng hồ nhá. Đấy, thời gian thì các bác tùy chỉnh món ăn của bác nhá, trong vòng thời gian là bao nhiêu. Và cái núm này là cái núm điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, cái nhiệt độ của nó là tối thiểu là 0 độ C. Đấy, và tối đa của nó lên đến là 200 độ C nhá. Đấy, để các bác nấu những món ví dụ như là đùi gà này, đấy rồi là thịt này, cá nướng này, tôm này, đấy, rồi là các thứ các kiểu luôn, rất nhiều món nhá, hàng của Camel này, đấy, hãng của Camel luôn, rất xịn sò. Đấy thì cái này rất dễ dùng. Thì bắt đầu các bác rút cái này ra, đấy, rút cái này ra cho em nhá. Rút cái này ra này, đấy, rút cái này ra. Sau đó là các bác sử dụng này, các bác lấy trong cái tấm này ra. Thì đi kèm nó sẽ có một cái tấm như này nữa. Đấy, một cái tấm để nó chống dính nhá, cũng như là cái nhiệt khi mà xuống nó sẽ đều hơn. Đấy thì các bác lấy này ra, các bác để xuống. Sau đó là các bác cho thức ăn vào đây. Đấy, cho thức ăn vào đây. Đấy, và khi mà nướng thì cái phần mỡ nó sẽ ráo xuống, nó sẽ tách cái phần mỡ ở dưới này. Đấy, các bác nấu nó đỡ dầu đỡ mỡ nhá. Đấy, thậm chí là ví dụ như những cái món đậu rán, đậu chiên rồi các bác cho đây cũng rất là ngon luôn. Các bác đỡ phải cho bếp, các bác rán giết nó vừa dầu mỡ mà các thứ nó không ngon. Thế con này khi mà cho đây cái nhiệt nó chín rất là đều nhá. Đấy, thì trong nó có một cái phần mai so này. Các nhìn cái phần mai so chưa? Đấy, mai so và cái phần cánh quạt nó quay này. Đấy thì cái phần nhiệt nó tỏa xuống nó rất là đều luôn. Đấy, cái phần nhiệt tỏa rất là đều nên khi các bác nấu những cái món ăn nướng này rồi là chiên rán, thứ nhất là đỡ mỡ này và thứ hai là nó rất là ngon, khi nó giữ được hương vị rất là ngon luôn nhá. Đấy, phần tay cầm khá chắc chắn luôn, thiết kế cực kỳ chắc chắn nhá. Dung tích 12 lít thì các bác sử dụng rất là to luôn. Đấy, nhà đông người cũng có thể sử dụng thoải mái nhau luôn nhá. Đấy, và cái này thì sử dụng rất là dễ, các bác chỉnh nhiệt độ và chỉnh thời gian cho em. Khi mà ví dụ như các bác chỉnh về 15 phút này và chỉnh về 200 độ C thì khi mà hết 15 phút là tự động là nó sẽ ngắt này. Đấy, đấy thấy không, nghe tiếng không? Tinh cái là tự động là khi mà hết thời gian thì nó sẽ tự động kêu tinh cái là biết là bắt đầu là món ăn của bác đã được rồi, đã chín rồi nhá. Thì kêu tinh cái nó sẽ báo hiện giờ bác luôn, thiết kế rất chắc chắn nhá. Đấy, dây nguồn đây, cắm trực tiếp vào nguồn 220 cho em là xài, công suất là 1.500W nhá, rất khỏe trâu bò luôn, sử dụng nấu các món. Ngoài ra ví dụ như là cái con này nó cũng như là một chiếc lò vi sóng luôn. Ví dụ như những cái món ăn nhà các bác mà nó bị nguội hoặc là các bác muốn hâm nóng lại, các bác cứ cho trực tiếp vào đây cho em luôn. Đấy, ví dụ như nhà em là người ăn cơm trước ăn cơm sau, ví dụ như là cơm nguội hết rồi, đấy, cơm canh nguội rồi, các bác cho trực tiếp đây luôn, như một chiếc vào lò vi sóng luôn, cho đây. Đấy, bật thời gian lên, ví dụ các bác hâm nóng tầm 5 phút cho em thôi. Đấy, bật cho em lên 200 độ C cái, cứ vứt để đấy nhá. Đấy, trong vòng 5 phút cái là lại có đồ nóng ăn luôn. Đấy, coi như là một chiếc lò vi sóng luôn. Đấy, rồi là một chiếc nồi để các bác chiên không dầu nhá, tách dầu ra, đấy, đỡ bị dầu mỡ bám vào thực phẩm nhá, ăn đỡ tình trạng là máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ rồi các thứ này, nhiều dầu mỡ ăn thứ nhất là ngấy mà thứ hai là ảnh hưởng đến sức khỏe này. Đấy, nói chung là rất là hay luôn. Một con mã hàng nha, với mức giá là 520.000 nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là đi nồi chiên không dầu của Camel nhá, dung tích là 12 lít nhá, công suất là 1500W nhá. Giá của sản phẩm này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 520k các bác nhá, 520k cho một cái nồi chiên không dầu này. Về bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, bao ship cho bác tận nhà luôn, nấu rất nhiều món nhá. Đấy, gà nướng này, cá nướng này, rồi là hâm nóng lại đồ ăn rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, 520.000 nhá, 520.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái nồi chiên không dầu của Camel. Rất là mới, rất là hay. Đó là cái phích cắm gập của nhá. Lên mã giúp em cái phích cắm gập. Tại sao nó gọi là phích cắm gập thì đây? Bình thường thì nó là một chiếc phích cắm sẽ thẳng nha. Đấy, còn nếu các bác muốn gập thì các bác sẽ gập nó vào. Đó thì nó sẽ gập được một cái góc vuông 90 độ nhá. Hàng này của nó thì sẽ là hàng chân dẹt nên là rất là phù hợp, ví dụ như các bác nào hay dùng những cái phích điện chân dẹt, đặc biệt là những cái phích mà hàng Nhật bãi ấy, là chuyên bên đây là chuyên dùng chân dẹt nên là các bác mua con này cũng có thể là cắm được luôn. Đấy, và chân của nó sẽ là chân khâu đồng 100% nhá. Đấy, chân khâu đồng 100% rất xịn sò. Công suất của nó chịu tải lên đến là 16A. Đấy, mắc là 250V nhá, cực kỳ là trâu bò luôn. Đấy, và rất chắc chắn nhá, và nó có thể gập nha. Đấy, những cái vị trí mà khe khía các thứ giờ. Đấy, bình thường là các bác hay cắm thẳng này nó rất là tốn diện tích nhá. Ví dụ các bác có đẩy sát cái tủ vào chẳng hạn, đấy thì nó sẽ bị vướng cái phích này. Thì đây, bây giờ các bác mua trong cái phích này về các bác thay vào thì các bác sẽ gập vào thì nó sẽ úp vào này thì nó sẽ tốn được sẽ tiết kiệm được ít diện tích. Các bác có thể là đẩy sát cái phần tủ của các bác vào này, rồi những cái chỗ vị trí các bác sắp xếp đồ thì nó sẽ cắm sát vào tường hoặc là những cái chỗ ổ điện nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy thì nó sẽ có thể gập vào này. Còn nếu các bác muốn dùng thẳng thì các bác đẩy nó ra. Đấy, còn không thì các bác muốn gập thì các bác gập nó vào này là các bác cắm thôi. Đấy, chân của nó sẽ là chân đồng nên là cái phần tiếp xúc nó rất là tốt nhá, nên là yên tâm. Đấy, không lo mô via chập cháy nhá. Hàng chống và đập, chống vỡ, chống cháy nhá. Giá thì bình dân thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Đấy, phích cắm gập nó có thể gập vào một góc 9 độ nha. Đó, giá nó hiện tại em đang bán sẽ là 15k một chiếc nhá, 15k một chiếc. Chân của nó sẽ là chân dẹt và chân là chân đồng nhá. Đấy, 15k một chiếc phích cắm chân dẹt này, rất tiện dụng. Đấy, nó có thể gập vào nha các bác nhá. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái phích cắm gập nhá. Phích cắm gập. Đó, đang gửi bác là 15k một cái phích cắm gập nha. Đó, 15k một chiếc. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm đây. Đấy, bình thường này. Đấy, những cái chỗ vị trí khó ấy là các bác rất là đấy, ví dụ như những cái phần kê tủ là thì về các bác đấu cho em cái này vào này. Đấy, đấu nó vào, sau đó các bác lắp vào này. Đấy, các bác có thể gập vào. Đó, ví dụ như cái phần tủ tỉ cái thứ là các bác kê vào. Đấy, các bác gập nó vào rất là gọn gàng, ok. Đấy, đẩy sát tường thoải mái nhá, vô tư, không lo nó ấy các nhá. Đây, đây là chiếc phích cắm có thể xoay chiều 90 độ, không tốn diện tích nhiều, thuận tiện cho việc quản lý dây điện và sắp xếp đồ đạc. Hơn nữa, việc tháo lắp cũng rất dễ dàng bởi có hệ thống dây dẫn ổn định và không dễ rơi ra. Cửa hàng đang giảm giá 50%, anh chị hãy nhanh tay đặt hàng để nhận ưu đãi ạ. Đó, rất là hay nhá. Đấy, nó có thể là gập lại này. Đấy, ví dụ như cái phần khe tường các bác muốn kê một cái tủ vào đấy ạ. Đấy, các bác gập vào là nó sẽ bị kịch cái phích bình thường. Còn cái phích này đó các bác gập xuống này. Đó, nó rất là ok luôn. Gập vào nó rất là tiết kiệm diện tích nhá. Các bác có thể là kê tủ tiếp vào thoải mái cho em, không nó bị vướng quá nhá. Rất là hay. Đó, nó có thể gập gọn vào, gập một góc 9 độ nha. Đó, rất là hay. 15k một chiếc phích cắm gập nhá, 15k một chiếc. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái móc áo cô đơn. Đấy thì hiện tại bên em đang bán, em báo giá luôn. Bên em sẽ bán được combo 10 chiếc một thôi nhá. Đấy thì giá của nó sẽ là 30k cho mỗi combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Đấy thì nó sẽ là một chiếc móc áo nhưng mà là dạng chiếc móc áo đơn nhá. Nó rất là tiện dụng luôn, các bác về móc vào đồ thứ ra nhà mình. Đấy, chất liệu thì là inox 100%. Ở cái phần này thì sẽ có bọc nhựa này nên các bác kẹp nhá, không lo nó bị nhăn quần áo hay nhiều đâu, vì cái phần này sẽ bọc đầu nhựa silicon nên rất yên tâm. Đấy, phần kẹp thì cực kỳ chắc, kẹp chắc lắm. Đấy, con này kẹp cái phần lò xo nó rất là căng, kẹp cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, và đây cái phần móc, và con này các bác có thể móc chồng lên nhau luôn nhá. Đây, các bác có thể móc này, các bác móc chồng nhau này. Đấy, đây các bác có thể quay xuống này, đó, móc chồng với nhau được nhá, rất tiện dụng luôn. Đây, móc chồng với nhau như này, cái nọ móc mình như kia rất là hay nhá. Đấy thì bên em sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá. Đấy thì lên mã cho em sẽ là cái móc áo cô đơn, 10 chiếc móc áo cô đơn này sẽ có giá là 30k nhá, 30k cho một cái combo 10 chiếc móc áo cô đơn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là móc áo cô đơn, bán theo combo là 10 chiếc một nhá, với giá sẽ là 30.000 cho một cái combo 10 chiếc này, rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, các bác móc Nên tủ lên chiếc các thứ rất là gọn gàng, ok luôn đây. Nếu tôi biết có loại kẹp móc này, tủ quần áo của tôi sẽ không xếp chồng lên nhau như thế này. Chỉ cần gấp đôi quần thôi, kẹp chiếc kẹp nhỏ bé này vào là có thể treo quần áo thật gọn gàng. Bạn có thể xếp gọn toàn bộ tủ quần áo, trỏ với một thao tác rất đơn giản thôi. Quần áo sẽ không còn chất đống nữa, cái gì cũng có thể treo. Những đồ phụ kiện nhỏ này cũng có thể treo lên, không thành vấn đề. Thiết kế đầu kẹp bọc silicone mềm, không để lại dấu vết gì hết trên đồ của bạn. Bạn cũng có thể đặt chiếc kẹp này ở nhà bếp để chứa các loại gia vị đóng gói khác nhau. Điều quan trọng là có thể treo ở bất cứ đâu. Còn gì mà nó không thể kẹp nhỉ? Hãy chỉ mình nhé. Đó, thực tế nhá, sản phẩm nhá, nó kẹp được rất là nhiều những cái dạng quần áo khác nhau nhá. Từ quần jean, quần dài, áo ngắn các thứ này, quần áo, tất cả các loại phụ kiện này, mũ này, rồi là các bác có thể móc thêm những cái đồ đạc các thứ nhà mình được luôn. Đấy, nói chung là một chiếc móc đa năng, móc được rất nhiều thứ, nhiều đồ nhá. Đấy, có thể là sử dụng rất tiện dụng luôn nhá. Ở đây các bạn nhìn này, đấy, móc vào, khi móc vào nhìn lên rất là gọn gàng nhá. Đấy, bình thường là các bác xếp ở tủ ấy nó rất là hay lôi thôi, rồi là đến lúc mà mình tìm đồ, lấy đồ nó rất là khó khăn. Như đây, khi mà các bác móc lên thì nhìn nó rất là đấy, nhìn nó rất là ngăn nắp nhá, mà các bác dễ lấy đồ, lựa đồ. Đó, thì bên em sẽ bán một combo là 10 chiếc móc áo cô đơn nha, với giá sẽ là 30.000 thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bác nhá, giá siêu hạt rẻ luôn đấy. 10 chiếc nha, 10 chiếc là khá là nhiều. Về các móc là thoải mái luôn. Đấy, nói chung là tùy theo cái lượng đồ nhà mình các bác mua. Nói chung 10 chiếc về là các bác móc xem thoải mái luôn. Đấy, 10 chiếc này về các bác móc này thì sẽ bán được combo là 10 chiếc một nhá. 10 chiếc móc áo cô đơn với giá sẽ là 30k nhá. Một kia combo 10 chiếc móc áo cô đơn nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái hộp màu 150 chi tiết này, em báo giá luôn. Hiện tại em đang sẽ có giá là 70.000 nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, chỉ có 70.000 thôi mà 150 chi tiết luôn. Về để cho các em bé là mình, các cháu là mình học tập này, tô vẽ này. Một trong một cái hộp này sẽ có là 150 chi tiết các dụng cụ các loại nhá. Đấy, từ bút, thước kẻ này, kéo này, ghim kẹp này, đầy đủ luôn đây. Em sẽ quay chi tiết thực tế bác coi. Bộ này thì về cho các cháu mình thì quá thích luôn rồi. Đấy, các bác mua về làm quà này, mua về cho cháu mình sử dụng học tập này, sáng tạo này. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi. Đấy, tập trung vào việc học hành nhá. Thì bên này thì ở đây nó sẽ có là màu nước các thứ này. Đấy, rồi bên này thì sẽ có là màu sáp này, màu sáp nhá, màu sáp này, màu sáp, rồi là bút chì màu này. Trên này sẽ có kiểu dạng màu vẽ tranh. Đấy, rồi là bút biếc, có cả ghim kẹp này, gọt bút chì này, kéo cắt giấy này, bông này. Rồi bên này thì sẽ có là keo tẩy này, đầy đủ luôn. Đấy, một cái bộ hộp màu 150, một cái bộ hộp màu 150 chi tiết nhá. Đấy, 150 chi tiết rất là nhiều luôn. Đấy, cái này chắc là cháu nhà mình dùng chắc khoảng tầm vài ba năm chắc mới hết bộ này luôn, vì nó quá là nhiều chi tiết nhá. 150 chi tiết cơ mà đựng trong một chiếc hộp rất là xinh luôn. Đấy, khi mà ví dụ các cháu nhà mình có muốn mang đi rất tiện. Đấy, chỉ việc cài cho cái cúc này vào này. Đấy, cài cúc này mà bấm nó chặt vào. Đấy, ở đây thì nó sẽ có là cái quai. Đấy, các cháu mình xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn nhá. Đấy, xách mang đi mang lại rất ok. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Giá của nó thì chỉ có 70.000 thôi, 70.000, giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Về làm quà đó cháu này, mua về làm quà. Đấy, rồi là cho cháu mình học tập. Đấy, tránh xa điện thoại, tivi thứ nhá. Đấy, tập tô, tập vẽ này. Đấy, thỏa sức sáng tạo đam mê luôn. 70k nhá, 70k một cái hộp màu 150 chi tiết nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ 5 khay nhựa này, em báo giá luôn. Bộ này hiện tại em đang sẽ có giá là 80.000. Hàng này của nó sẽ là hàng thành lý siêu thị nhá, rất xịn luôn các bạn, rất xịn luôn đây. Một cái bộ 5 khay nhá, một cái bộ nó bằng nhựa nhá, chất liệu bằng nhựa ABS cao cấp nhá, chống va đập, chống vỡ. Về các bác ví dụ như là mình có đồ ăn, các bác bảo quản để trong tủ lạnh. Đấy, tủ lạnh thì thường ví dụ các bác hay bảo quản đây là các bác hay để bát đĩa vào, thứ nhất là nó vướng, và thứ hai là nó tốn diện tích nhá, và thứ ba là nó không hợp vệ sinh quá. Đấy, thì các bác mua trong cái bộ này về vừa hợp vệ sinh này, an toàn sức khỏe này, mà lại còn đẹp, ngăn nắp nhá, và các bác để được nhiều quá nhá, để được nhiều. Thì một cái bộ như này nó sẽ gồm có là 5 cái khay nhựa nhá, 5 cái khay nhựa, và mỗi khay thì nó sẽ đi kèm là một cái nắp khác nhau. Đây, em sẽ lấy ra cho các bác. Đây, một cái này, hai cái này, đấy, hai cái nhá. Đó, ba cái, từ to nhỏ luôn các nhá, từ to nhỏ luôn. Nói chung là từ to nhỏ các bác về thoải mái dùng luôn, mà chỉ có 80.000 thôi. Giá nó quá rẻ bình dân luôn. Đấy, cái nắp này đậy rất là kín luôn, nó có cả cái phần gioăng này, có cả cái phần gioăng này, các bác đậy cực kỳ kín luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Và về các bác là có thể là xếp chồng với nhau luôn. Đấy, có thể xếp chồng với nhau luôn nhá. đây, 50 khay, quá đẹp, quá xịn luôn. Đó. Về các bác xếp chồng lên nhau là các bác sử dụng thôi. Đây nhá, đấy khi mà các bác sử dụng này, đấy tháo ra thì nó sẽ là 50 khay này. Đấy khi mà lồng vào thì rất là nhỏ đấy, nó chỉ một khay này thôi. Nhưng mà khi mà tháo ra nhìn này, đấy 50 khay rất to luôn nhá. 5 khay rất to luôn. Đấy, và các bác có thể về dùng mình xếp chồng nhau, đấy bảo quản đồ ăn này, để trong tủ lạnh này, hoặc các bác có thể là mang đồ ăn mang đi mang lại cũng rất là hay. Đấy, đồ khô, đồ tươi này, đồ sống, đồ chín thoải mái luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Đó, đây. Một cái bộ 5 khay này luôn. Đấy, một bộ là 5 khay. Lên mã cho em sẽ cái bộ 5 khay nhựa nhá. Bộ 5 khay nhựa với mức giá sẽ là 80.000 bộ thôi, chỉ có 80.000 thôi. Bằng chất liệu toàn bộ bằng nhựa nhá. Phần nắp là bằng có phần viền silicon, các bác đậy rất là kín luôn này. Đấy, đậy cực kỳ kín luôn, chắc chắn chất lượng nhá. Đó, rất ok. Về các bác sử dụng nhá. Thoải mái sử dụng luôn. Là một bộ này là 5 khay nhựa nhá, giá 80k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó cái đệm ghế silicon này. Về các bác dùng để ngồi ghế, hoặc là các bác hay lái xe ngồi văn phòng. Đấy, các bác muốn êm thì các bác mua trên cái đệm này về. Đấy, thì một cái đệm này bao gồm là cả một cái vỏ bọc bên ngoài nữa, dùng rất là tiện luôn. Cái này thiết kế theo cái dạng là lỗ tổ ong, nên là khi mà các bác sử dụng ấy, đấy thì nó sẽ ngồi thì các bác sẽ thấy là cảm giác là phân tán lực rất là đồng đều, ngồi cực kỳ là êm luôn. Đấy, thậm chí là các bác có thể là vò này, các bác thả cái này về bình thường luôn, rất là tiện dụng nhá. Đấy, rất là hay luôn. Đây, đấy, thiết kế những cái lỗ tổ ong, đấy, ngồi phân tán lực, ngồi cực kỳ êm luôn, ngồi không lo nó bị nóng mông nhá. Đấy, sử dụng thì sẽ có đi kèm là cả một cái vỏ bọc này nữa các nhá, cả một cái vỏ bọc bên ngoài. Đấy, thì cái vỏ bọc này các bác có thể tháo rời ra để các bác có thể giặt rũ này. Đấy, và về các bác hay ngồi văn phòng các thứ, ngồi nhiều này, đấy, ngồi nhiều là hay bị nóng mông cái thứ rồi. Bây giờ là ngồi hay đau lưng thì các bác mua cho em cái này về, hoặc các bác mua về mình giải cái ghế thì mình ngồi hàng ngày cũng được, ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái đệm ghế nhá, cái đệm ghế silicon. Giá hiện tại em đang bán một cái đệm ghế silicon này với mức giá là đi 80k một cái nhá. Lên mã em sẽ cái đệm ghế silicon nhá, đệm ghế silicon giá sẽ là 80k. Đấy, 80k một cái đệm ghế silicon này, chỉ có 80.000 thôi, về dùng rất là hay. Đó, đi kèm là cả một cái bao đựng này luôn nhá, 80k một cái. Đó, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đây. Alo, hôm nay mình sẽ review một sản phẩm cực kỳ cần thiết cho dân văn phòng, người hay ngồi ô tô mà đặc biệt bác nào bị trĩ thì dùng đảm bảo phê luôn nha. Đây gọi là đệm lót ghế ngồi 3D thoáng khí, để khám phá xem bên trong đệm có cấu tạo như thế nào mà nó mềm dẻo như này nhá. Để mở ra xem bên trong có gì nào. Wow, màu xanh rất là bắt mắt. Bên ngoài là vỏ đệm, mặt trước là vải thoáng khí, bên dưới là lớp chống trượt. Đệm 3D được làm từ gel silicone. Hèn gì mà thấy nó mềm dẻo, sờ rất là thích, mát lạnh luôn. Cấu trúc tổ ong nên thoáng khí khi ngồi nè. Các bạn có thể xem độ đàn hồi của nó nha. Ném như vậy mà nó vẫn bật nguyên về như cũ. Cấu trúc tổ ong như vậy giúp phân tán áp lực khi ngồi và lưu thông không khí được tốt hơn, phù hợp lót với nhiều loại ghế, đặc biệt là những loại ghế cứng như thế này nè, ghế văn phòng hoặc ghế ô tô không được êm ái một chút nào. Ngồi vào có sướng gì đâu ấy, êm ái rất là thích. Tôi được ưng em này ngay từ cái nhìn đầu tiên nè. Với thiết kế của đệm 3D như vậy nên khi ngồi em này giúp chống trĩ, bảo vệ cột sống, chống thoát vị đĩa đệm, ngăn ngừa mồ hôi và ngồi rất là êm ái. Em đệm này thì có khả năng chống thấm nước tuyệt đối, phục hồi hình dạng ban đầu ngay lập tức, mặc dù có bị kéo, vò, ném hay té lên thì cũng không có bất kỳ biến dạng nào nha. Vì vậy đệm rất là dễ cuộn nhỏ mang theo sử dụng và dễ dàng được làm sạch bằng nước. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nó rất là mềm dẻo này, rồi là silicon đàn hồi này, ngồi rất êm. Đấy, ngồi thoáng khí khi ngồi này, phân tán cái áp lực ngồi tốt này. Đấy, khi bác ngồi rất là dễ chịu luôn. 80k một cái nhá, 80k một cái, đi kèm vào cả một cái bao đựng này luôn. Lên mã em sẽ cái đệm ghế silicon 80k một cái nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em về tiếp tục cho bác cái lô đó là cái túi thể thao nhé. Cái lên mã em sẽ cái túi thể thao này. Đấy, cái túi thể thao để các bác hay chơi thể dục thể thao, các bác hay đạp xe này. Đấy, chơi thể dục thể thao, bóng chuyền, bóng đá này, chạy bộ này, rất tiện dụng luôn nhá. Thì về cái túi này về các bác dùng để đeo vào đeo vào trước bụng nha, hoặc đeo vào sau bụng cũng được. Đấy, đeo quấn quanh khu vực bụng nhá. Đấy, thì đây đằng trước thì sẽ là một cái ngăn để ví dụ các bác có đựng điện thoại này, tiền nong thứ này. Đấy, các bác vẫn muốn đi tập dục ra mà vẫn muốn mang điện thoại, tiền nong thứ đi, các bác đựng đây. Bên này thì bên hông để các bác, ví dụ các bác có dắt một cái chai nước vào đây nhá. Đây, ví dụ ở đây em có một cái chai nước này. Đấy, thì các bác có thể mình dắt cái chai nước vào đây nhá, để các bác mang đi. Các bác mang đi, các bác có nước uống nhá. Đấy, mỗi lần từ thể thao xong các bác mình có nước uống này. Đấy, các bác dắt cho em chai nước vào đây, rất là vừa luôn này. Đấy, còn bên hông này thì Ví dụ những cái đồ nhỏ nhỏ thì các bác đựng vào đây nhá. Đấy, những cái đồ nhỏ nhỏ này thì các bác đựng vào đây rất tiện dụng luôn. Và đây cái phần dây đeo nhá, dây đeo thì nó co giãn nhá, nên là các bạn yên tâm là bụng to bụng nhỏ là đều có thể đeo được hết luôn, và có thể là chỉnh được cữ dây nhá. Đấy, chỉnh được cữ dây này, chỉnh được cữ dây thu vào hoặc là các bác cho giãn ra đều ok luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Và cái phần thao tác khóa lẫy cài rất là ok, bấm phát đây là mở này, bấm tạch cái khóa này rất tiện dụng ok luôn. Đây. Đó, rất tiện dụng nhá, về các bác dùng để đeo trước bụng nhá. Đấy, đeo làm túi thể thao chạy bộ này, đi chơi đi chạy bộ rất tiện dụng luôn. Đấy, con này chạy thoải mái không lo nó bị lắc lại bị rơi nhá. Đấy, rất là ôm bụng luôn. Giá thì bình dân thôi. Nên đã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá, túi thể thao để dành chuyên dùng cho dân thể thao nhá. Giá tại em đang bán một cái túi thể thao nha. Giá của nó sẽ là 30k một túi nhá, 30k một cái túi thể thao này, rất là tiện dụng luôn. Đấy, các bác mua về sử dụng này, làm quà biếu tặng này. Đấy, mua về làm quà rất là ok. 30k một túi, giá hạt rẻ mà rất là ok. Đây các bác cùng xem kế về sản phẩm này. Đấy, bình thường các bác chạy là hay phải mang điện thoại thứ đồ dùng đi này. Đấy thì các bác mua những cái túi này về các bác đeo vào. Đó. Mình chạy đi chạy này, đấy để móc chìa khóa này, để được cả chai nước luôn nhá, rất tiện dụng luôn. Chạy cho em thoải mái luôn, không nó bị rơi hết đâu vì nó rất ôm sát luôn. Đấy, đấy thấy không? Đeo vào như không đeo luôn. Rất tiện dụng. Đó, thấy không? Đựng cực kỳ nhiều đồ nhá, đựng nhiều đồ lắm. Đó. Rất được cả chai nước cơ mà. Rất được cả chai nước rồi là những cái đồ dùng cá nhân, chìa khóa này kia các thứ rất thoải mái luôn. Đấy, rất tiện dụng luôn. Đó, thấy không? Đựng chai nước này. Quá hợp lý luôn nhá. Đó, rồi thực tế về sản phẩm nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái túi thể thao nhá, túi thể thao mang đi chơi đi du lịch này, đi chạy bộ này, tập thể dục thể thao này. Đấy, thì giá của nó một chiếc túi này là 30k một cái nhá, 30k một cái túi thể thao này, 30k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng đó là cái bộ bóng kèm cả bóng cả đu cả dây này. Đấy, một bộ này thì chỉ có 60.000 bộ thôi, giá rất hạt rẻ mà rất là hay. Đây 60k nhá. Lên mã em sẽ cái bộ bóng đuôi tím nhá, hoặc là cái bộ bóng kèm cả đuôi cả dây. Thì một bộ này là bao gồm là 60k nhá. Đây, bóc cho bác xem một bộ này. Về dùng rất là tiện, về cái này thì về các bác không cần phải đấu nối cái gì cả. Về các bác chỉ việc là về cắm là xài thôi, không cần phải mua thêm cái gì cả. Đây. Một bộ sản phẩm sẽ bao gồm là một quả bóng đèn led này, công suất 20W này. Đấy, đuôi của nó sẽ là đuôi xoáy nhá, và các bác có thể tháo rời ra. Đấy, nếu mà các bác bóng này thì nếu có không dùng thì mình có thể thay bóng khác vào cũng ok luôn nhá. Cái đuôi này thì sẽ có tích hợp luôn cả công tắc bật tắt luôn, lúc nào dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi, rất tiện dụng. Và một cái đoạn dây này, đoạn dây này chắc mình dài được khoảng tầm 2-3 mét đấy, khá là dài đấy, rất là nhiều dây nhá. Đấy, và cái phần đầu cắm, phần đầu cắm nhá, về các bác chỉ việc cắm vào, bật công tắc lên, đấy là các bác xài thôi, không cần phải đấu nối gì lằng nhằng, rất tiện dụng luôn. Đó là thì một bộ này là chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân luôn. Đấy, bình thường là các bác mua một cái bộ này ấy, nguyên bóng ấy, nguyên của bóng 20W này các bác mua bét thì cũng phải khoảng tầm 40.000 rồi. Đấy, rồi là cả đuôi cả dây nữa, mà nhiều dây nha thì ít thì phải khoảng tầm hơn 100.000 bộ này. Nếu mà bình thường các bác mua cửa hàng hoặc các bác mua về tự đấu nối luôn, đấy, thì cũng không phải là có cái giá 60.000 đâu. Bên em bán gọi là giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, bao gồm là cả bóng cả dây cả đuôi, mà đu có tích hợp cả công tắc luôn nhá, mà giá thì chỉ có 60.000 thôi, giá siêu hạt rẻ bình dân mà sản phẩm dùng rất chất lượng luôn. Đấy, 60k một bộ nhá, bộ bóng bao gồm cả đuôi cả dây. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là bóng đuôi tím hoặc là bóng kèm cả dây cả đuôi. Đấy, có cả công tắc này là 60k một bộ nhá, 60k một bộ, giá rất hạt rẻ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bình tưới cây này, bình tưới cây dung tích 2 lít nhá, các bác mua về dùng để tưới cây này, phun thuốc này, rất tiện dụng luôn, sử dụng vườn tược các thứ rất chắc chắn luôn nhá. Đấy, toàn bộ thì nó bằng nhựa ABS cao cấp nhá, dung tích là 2 lít nhá. Đấy, 2 lít đó, sử dụng rất là đa năng. Con này thì cái phần bơm ti rất nhẹ, các nhìn này, đấy, nó rất là nhẹ, bơm cực kỳ nhẹ tay luôn nhá. Đấy, mà cái lượng hơi ra thì cực kỳ khỏe luôn. Đấy, các bạn nghe tiếng này, đấy thấy không? Đấy, em bơm ngồi mấy phát thôi nhá, nhưng mà nó ra cái lượng hơi nó ra rất khỏe luôn này. Đấy, thấy không? Rất khỏe luôn nhá. Và cái con này rất là hay là nó có cả cái chế độ công tắc này, anh em bơm này. Đấy, khi mà có ấn lì này các bác đẩy lên này, đấy là tự động là nó sẽ xả hơi này. Đấy, các bác không cần phải bấm nhá. Đấy, còn các bác muốn thả tay các bác thả đây, còn các bác để đây, đấy là sẽ khớp vào cái lẫy là tự động là nó sẽ cứ thế. Đấy, các bác bơm nữa là các bác đỡ phải bấm, đỡ mỏi tay. Rồi là một cái chế độ rất hay, đó là cái chế độ xả hơi. Đấy, những cái bình này các bác để hơi lâu xong thì nó thường thường là nó sẽ bị nứt những cái phần vết nứt này, thì nó rất là nhanh hỏng bình. Thì ở đây nó có một cái giải pháp rất hay là cái chế độ xả hơi nhá, thì các bác nghe tiếng này. Đó, khi mà các bác dùng xong rồi các bác kéo phần van này ra là tự động là sẽ xả hết hơi ra nhá, xả hết hơi ra. Thì cái bình nó rất là bền vì nó không chịu cái áp lực hơi bên trong. Đấy, vì cái áp lực hơi khi mà các bác bơm nó rất là lớn luôn. Đấy, nó gây nên những tình trạng là nứt bình các thứ này. Nứt ở những cái phần nó đúc này, nó sẽ gây nên tình trạng nứt bình. Kể cả bình nào thế, bình xịn bình đều như hết các bạn. Vì cái áp lực nó cực kỳ lớn nên là nó thiết kế ra cái van là cái van xả hơi nha. Đấy, khi mà các bác dùng xong là các bác có thể xả hơi. Đấy, cho nó sạch cái hơi đi, nó đỡ bị chịu lực, cái bình nó sẽ bền hơn. Và cái chế độ có cả cái chế độ là điều chỉnh các chế độ nước ở cái phần vòng xoay ở phần đầu nhá. Đấy, nói chung là rất chắc chắn luôn, một chiếc bình rất ngon. Phần bơm bao nhẹ này, có phần van đẩy tự động này. Đấy, rồi là phần van xả hơi, điều chỉnh phần công tắc nước đầy đủ các bác luôn. Đấy, dung tích 2 lít các bác sử dụng tưới vườn, tưới cây tưới kiếc, phun thuốc các thứ cho em ok luôn. Giá bình dân thôi. Lên mẫu giúp em sẽ có bình tưới cây 2 lít nhá. Hiện tại em đang bán một cái bình tưới cây 2 lít này, giá sẽ là 110k một bình. Đấy, 110k một cái bình tưới cây dung tích 2 lít này, 110k một bình nhá. Giá rất hạt rẻ phải chăng? Đấy, mà chắc chắn ok luôn, 110k một cái. Đó là cái bộ chổi quét bụi này. Đấy, các bác sử dụng mình quét bụi những phần ke kẽ này, hoặc là các bác dọn ở trên ban bàn thờ. Đấy, những cái chỗ trên cao ra. Đấy, nó rất là nhỏ gọn nha. Nó sẽ gồm có một cái gầu hót rác và đi kèm là một cái cây chổi nhỏ nhỏ này để các bác dùng để các bác quét những cái bụi bặm trên ban bàn thờ, rồi những cái chỗ ngóc ngách các thứ, vị trí trên cao, những cái chỗ nó khó. Đấy, các bác vận chuyển những cái các bác mang vác những cái chổi to thì các bác rất là khó làm, thì các bác mua cho cái bộ này về, nó rất là nhỏ gọn này, dễ dàng sử dụng mà rất là hay. Đó, mà giá nó bình dân, nó chỉ có là đi 30.000 một bộ nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ chổi quét bụi nhá. Đấy, bộ chổi quét bụi, chổi quét bụi dạng chổi mini các bác nhá. Chổi quét bụi này, chổi quét bụi dạng mini, giá của một bộ này sẽ là đi 30.000 một bộ nhá, 30k một bộ thôi, người dùng rất là hay. Đấy, dọn dẹp ban bàn thờ, những cái chỗ nhỏ nhỏ này thì các bác sử dụng cái chổi đấy rất là tiện luôn. 30k một bộ nhá, bao gồm là một chổi và một hó rác nha. Đấy là 30k một bộ. Sản phẩm tiếp theo thì bên em hàng vừa mới về xong, đó là cái mã ủng đi mưa nhá. Lên mã giúp em sẽ ủng đi mưa. Đấy, đang vào cái đợt mùa mưa rồi. Đấy, miền Bắc các thứ cũng mưa rất là nhiều. Đấy, rồi là mưa phùn, mưa nồm ẩm rất nhiều, rất khó chịu các bác đi lại rồi. Đấy, rất cần cái đôi ủng nha. Đấy thì em về cái lô ủng đi mưa này và em báo giá luôn. Đấy, em đang gửi bác một cái đôi ủng đi mưa này. Lên mã em sẽ là cái đôi ủng đi mưa nhá. Ủng đi mưa, giá một đôi này hiện tại em đang gửi bác sẽ là 90k một đôi nhá. 90.000 một đôi ủng đi mưa này, về dùng rất là tiện luôn. Đây, nó sẽ gồm là một đôi chân trái chân phải này. Về các bác sử dụng các bác xài. Đấy, các bác đi trực tiếp cái đôi ủng này vào cho em. Nó rất tiện dụng luôn và rất là dài nhá. Cái đặc biệt là cái phần này nó rất là dài, cái phần cổ rất là dài. Đó. Thì về các bác mở cái cúc ra này, tháo cho em cái con khóa này ra. Đấy, tháo khóa này ra, sau đó các bác đi vào. Đấy, và nhiều bác hỏi là cái khóa này thì cũng lo ngấm nước không, thì yên tâm nhá, ở đây trong nó có một cái lớp nữa rồi này. Đấy, nên là các bạn đi thoải mái nhá, không lo nó ngấm nước đâu. Đấy, cái khóa này thì gọi là chỉ là nó siết cho nó chặt vào thôi, còn bên trong nó còn một lớp nữa cơ. Đấy, nên có đi thoải mái. Phần đế dưới thì có phần chống trơn trượt này, các bác đi cho em thoải mái luôn. Đấy, thậm chí là bác nào chân nhỏ thì mình có thể là luồn cả giày và các bác đi cùng được luôn. Đấy, rồi là có cả cái phần đai siết các nhá, đai cái vòng siết này. Đấy, các bác siết vào đây cho đi cho nó chặt chẽ hơn này, rất ok luôn. Đấy, một đôi chân trái chân phải thì các bác đi vào chân nhá. Đặc biệt là trong cái giờ mưa giờ gió, đi nước đi nôi đi mưa gió, các bác hay phải đi chợ đi búa, các bác hay phải đi ngoài trời nhiều. Đấy, trời mưa trời gió các bác mua cho em đôi này rất hợp lý luôn. Giá hiện tại em đang gửi một cái đôi ủng đi mưa nha là 90k một đôi nhá, 90k một đôi. Đây các bác cùng xem thực tế cái video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Mình tới mưa mà có em này thì đúng là chân ái không gì bằng các bạn. Một đôi ủng đi mưa có khóa kéo và chốt cài, không lo bị thấm nước vào bên trong các bác. Có bo chun ở phần cổ nên nó không bị lỏng lẻo như các cái đôi ủng bình thường mà còn giữ ấm được nữa. Đi những hôm trời mưa thì đỡ lạnh chân đỡ ướt giày mọi người ạ. Đấy, cái đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Tới mưa mà có em này thì đúng là chân thực tế nhá. Đấy, có cả phần chun cài, đai siết các thứ đầy đủ hết luôn này, rất tiện dụng luôn. Đi cực kỳ là chặt chẽ nhá. Đấy, các bác đi trời mưa trời gió thoải mái, rồi là những cái chỗ bùn đất các thứ là các bác lội thoải mái vì cái phần đế chân nó chống chân trượt. Thiết kế đế ủng chống chân trượt nên mọi người có thể đi đường bùn đất yên tâm nha. Nếu các bác thấy cần thiết thì ấn mua ngay ở giỏ hàng góc trái ạ. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy thì các bác có nhu cầu về cái mã hàng này thì cứ lên mã giúp cho em sẽ là ủng đi mưa. Hiện tại em đang gửi bác giá một cái đôi ủng đi mưa này là 90k một đôi nhá. Đấy, đi và rất là chặt chẽ ok luôn, 90k một đôi. Đó, rất đẹp, chắc chắn, dày dẫn luôn. Đây, 90k thôi. Về các bác chỉ việc sử dụng mà các bác đi thôi. 90k một đôi ủng đi mưa nhá. Sản phẩm tiếp theo thì cũng vào đây thời tiết mưa gió này thì bên em tiếp tục về cái mã hàng đó là cái dòng áo mưa Honda nhá, hàng thanh lý của công ty Honda rất xịn sò luôn. Đấy thì một chiếc áo mưa Honda này giá thì rất là bình dân, chỉ có 30.000 một cái thôi. Lên mã giúp cho em sẽ là cái áo mưa Honda nhá. Áo mưa Honda. Đấy, giá tại em đang gửi bác là 30k một cái áo mưa Honda này, chỉ có 30.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân. Đấy. Con này thì nó là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng từ trước về sau. Đấy, các bác đi xe đạp xe máy để mình nó rất là nhỏ gọn, mình vứt trong cốp một vài chiếc ra để vạ ra, ví dụ như chẳng may nó có trời nó mưa cái mình có cái mình xài luôn, rất tiện dụng luôn đó. 30k một cái nhá, giá siêu hạt rẻ luôn. Đây khi mà mặc lên thì sẽ nhài, để có nhìn này đấy, nó sẽ nhài đó, đằng trước đằng sau này rất là ok luôn, to tát chắc chắn dày dẫn nhá. Đó các bác mua về sử dụng này, đi xe đạp xe máy các thứ xem ok luôn đó. Nói chung là làm một chiếc áo mưa dự phòng là rất ok, mình vứt ở trong cốp, có khi cần cái là mình có cái mình xài luôn nhá. 30k một cái nhá, giá nó rất là bình dân thôi. Đây đấy, thực tế người mẫu đeo này các nhá. Đó 30k một cái áo mưa Honda này, 30k một cái, giá rất hạt rẻ mà rất là hay. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây cạo lưỡi này. Nhiều bác hỏi em cái mã cạo lưỡi thì bữa trước đang bán hết hàng thì hôm nay hàng nó tiếp tục lại về này, cây cạo lưỡi nhá, giá thì bình dân thôi. Bên em đang gửi bác một cái cây cạo lưỡi này, giá sẽ là 20k một cây nhá. Về các bác dùng để vệ sinh phần lưỡi nhá, vệ sinh cạo lưỡi rất là sạch sẽ ok luôn. 20k đấy, 20k một cái cây cạo lưỡi này. Đây hàng nó đựng trong một chiếc hộp rất là xinh nha, đựng trong chiếc hộp rất là xinh luôn đó. Thì đây hộp đây, còn bên trong thì cái cây cạo lưỡi nhá, đó thiết kế rất là kỹ càng chú đáo luôn đó. Đây về các bác sử dụng, mình dùng chuyên dùng để cạo lưỡi nhá, đấy, chuyên dùng để cạo lưỡi vệ sinh lưỡi cho đó, chuyên dùng để cạo lưỡi vệ sinh lưỡi rất là xịn sò ok, mà giá nó bình dân nó chỉ có 20.000 thôi đó, đựng trong một chiếc hộp đẹp nha, có thể mua về làm quà này, mua về biếu tặng này, rồi các bác mua về sử dụng được luôn đó. Cạo lưỡi 20k một cây, cái này các bác dùng thì nó bền, dùng nó bền nó yên tâm đó, mà sạch sẽ. Đấy, bằng inox nên dùng nó sạch sẽ ok đó. 20k một cây nhá, đựng trong chiếc hộp. Đấy, các bác mang đi du lịch đi chơi cũng rất là ok luôn. 20k một cái cây cạo lưỡi này, 20k một cây nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái bộ bấm tay ví hồng. Đấy, em báo giá luôn, bộ này hiện tại em gửi bác giá sẽ là 60.000 một bộ nhá. 60.000 bộ này thì về các bác sử dụng cả gia đình nhà mình luôn. Đây, một bộ bấm tay thì sẽ bao gồm là các sản phẩm ví dụ như là đầu bấm móng tay này. Đấy, rồi là có kìm cắt lấy da chết này, đấy, rồi là có rũa mài zip này, nặn mụn này, đầy đủ lấy dây tai đầy đủ luôn. Nói chung là cái bộ này các bác sử dụng cho cả gia đình nhà mình luôn. Nam nữ này, rồi là đàn ông đàn bà, trẻ con người lớn đều dùng hết luôn nhá. Nói chung là dùng cho cả gia đình nhà mình luôn. Là một bộ này là 60.000 nhá, đựng trong một chiếc ví rất là đẹp luôn, là 60k một bộ nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng nhá, bộ ví hồng nó chỉ có 60.000 thôi mà về dùng đa năng. Đấy, đặc biệt là các bác mua về tặng bà xã, cho chị em phụ nữ thì bộ này rất là thích luôn. Đấy, về dùng các bác phụ nữ về làm neo làm móng bộ này cũng rất là ok. 60k một bộ nhá, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ ví hồng. Đó đang gửi bác là một bộ đầy đủ full, một bộ này là 60k, về xài cho cả gia đình nhà mình xài, ai cũng có thể xài được bộ này luôn nhá, 60k một bộ. Sau đó tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ tô vít xanh này, bộ tô vít xanh 32 chi tiết nhá, 32 chi tiết này. Đó, đây. Một bộ tô vít sẽ gồm có đầy đủ là các đầu vít này. Đấy, hơn 30 đầu vít này, rồi là có cả một cái thân tô vít này. Đấy, một thân tô vít và một cái thanh nối dài nha, một cái thanh nối dài. Đây. Đi về các bác xài thì các bác lấy trong cái phần thanh này ra này. Đấy, các bác kéo này xuống này, ấn nó vào này. Đấy, thì cái này nó có cả khớp luôn nhá. Đấy, có cả khớp để các bác điều chỉnh cái kiểu các bác muốn xoáy nhá. Và đây các bác lấy cái đầu vít này, cắm nó vào. Đó, và các bác sử dụng các bác xoáy thôi. Đấy, xoáy những cái đồ vật, đồ gia dụng các thứ nhà mình. Rồi anh em thợ thuyền dùng bộ này cho em rất hợp lý luôn. Đó, đây. Gồm rất nhiều những cái mã đầu vít khác nhau nhá, từ ba ke này, rồi là lục giác này, hoa thị này. Đấy, rồi là chân dẹt có đủ cả luôn. Đấy, nói chung về các bác xoáy hầu như là tất cả các loại ốc vít bây giờ hiện tại trên thị trường luôn nhá. Đó, đầy đủ là một bộ này là 30k bộ thôi, chỉ có 30.000 thôi nhá. Đấy, lên mã cho em sẽ cái bộ vít bộ tô vít xanh hoặc là tô vít 32 chi tiết nhá. Đấy, 32 chi tiết này, V32 cũng được. Đó. Giá của nó một cái bộ tô vít xanh V32 nha, chỉ có 40.000 một bộ thôi nhá, 40k một bộ thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã cho em sẽ cái bộ tô vít xanh. Tô vít xanh này. 32 chi tiết này. Đấy, giá sẽ là đi 40k bộ nhá, 40k bộ. Đó, mới nguyên hộp này luôn, 40k. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái em đèn đội đầu 3 bóng này. Cái giá sản phẩm này thì rất là hạt rẻ phải chăng. Em báo giá luôn, lên mã cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá. Đèn độ đầu 3 bóng hoặc là đèn B3, đèn D3 cũng được, giá của nó sẽ là 120k một cái con sản phẩm điện đèn độ đầu 3 bóng nha, hoặc hay là hai con mã gọi là đèn D3 nhá. Con này thì nó là đèn độ đầu và nó sẽ có 3 bóng nhá, 3 bóng, hàng mới keng nguyên hộp luôn. Đây. Đấy cái bác coi này. Đấy. Sản phẩm này sẽ gồm có là một thân đèn nhá, Đấy một thân đèn này. Đấy, thân đèn thiết kế rất chắc chắn luôn. Đó, đây là cụm 3 đèn này, pha led siêu sáng siêu xa, phần công tắc nút bấm ở đây, dây đeo thì co giãn 4 chiều. Đấy, đeo rất êm đầu luôn. Đằng sau thì thiết kế nó là cái cụm để các bác để pin, cho pin vào đây nhá. Đấy, cụm để pin cho đi pin vào đây. Cái con này thiết kế rất hay này. Bình thường ấy là các bác hay mua những con đèn ở đầu ấy là thường là nó sẽ tập trung hết về đằng trước. Các bác đội ấy, thứ nhất là nó rất khó, là nó hay bị nặng ở cái phần đằng trước nên là nó rất là khó sử dụng, mà đôi khi là đeo nhiều đội nhiều là rất là mỏi cổ vì nó cứ nặng về trước mà rất là khó chịu. Thì đây con này thiết kế rất hay, là đằng trước là đèn, đằng sau thì nó sẽ thiết kế là cụm pin nên là khi mà các bác đội nó rất là cân đối dễ chịu nhá, đội rất cân đối dễ chịu. Đây nó có cả cái phần miếng ốp và cái phần trán này nên khi có đội nó rất là êm, đội rất là thích luôn. Con này thì em bán khá là nhiều này, dùng rất là thích, nhiều bác phản hồi dùng cực kỳ ok đó. Và cái hai của sản phẩm này thì nó sẽ sử dụng cái pin là pin rời nhá, và pin sẽ là pin 18650 nhá. Đây nó sử dụng hai viên pin 18650 và pin nó sẽ là pin rời. Cái pin rời cái hay của cái sử dụng pin rời này là ví dụ như là các bác có hỏng pin mà sau này các bác muốn thay là nó rất là dễ dàng thay. Đấy, vậy hiện tại bên em đang bán lẻ một cái viên pin này là 20k một viên nhá. Nếu mà các có nhu cầu mua thêm pin dự phòng thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là pin 18650. Đấy thì hiện tại bên em đang bán lẻ một viên như này là 20.000, thì các bác có thể mua thêm để về các bác mua sơ cứu, làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này. Đấy còn hiện tại thì ở trong đèn đã có sẵn pin rồi nhá. Thì đây nó sẽ sử dụng hai viên pin như này, thì các bác mở cái nắp ra, lắp cho em đúng cực vào nhá. Đấy, lắp đúng cực vào này. Đấy, cộng vào trừ Đó, lắp cho em đúng cực vào. Đấy, sau đó là các bác bật đèn lên và sử dụng thôi. Và đi kèm thì sẽ có pin rồi thì sẽ có kèm luôn cho bác là cả một cái cục sạc như này nhá. Về các bác cái đầu này các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, sau đó là cái phần này các bác cắm vào đây và các bác sạc pin cho cái đèn này, có thế thôi. Đấy, đây khi mà cắm vào nó sẽ báo đèn, hiện tại là đang là đầy nhá, đèn xanh là đang đầy. Đấy, các bác cắm vào thì nó đang sạc, thì nếu mà chưa đầy nó sẽ báo đèn đỏ nhá. Đấy, đi kèm có cả cục sạc rất cẩn thận chú đáo luôn, cục sạc rời bên ngoài luôn nhá. Đó thì ở đây em sẽ bật đèn test các bác coi này. Đấy, chế độ nhất này, một bóng nhá. Chế độ thứ hai là hai bóng hai bên này. Đấy, chế độ thứ ba là ba bóng luôn này, rất sáng luôn. Nếu bật ba bóng thì cực kỳ sáng mà cái tầm chiếu của nó rất là xa nhá. Đấy còn có cả chế độ nháy cảnh báo SOS này. Đấy, nháy cảnh báo SOS nhá. Một này, một đèn này, hai này, đó hai đèn, ba đèn này. Đấy, có thấy không? Sáng kinh khủng khiếp luôn. Đó. Đấy rồi là nháy cảnh báo SOS nhá. Rồi. Rất đa chức năng và cực kỳ là hay luôn. Về cái mã hàng này thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái đèn độ đầu 3 bóng nhá, hoặc là đèn D3 đều được. Giá của sản phẩm hiện tại em đang gửi bác là đầy đủ, bao gồm là cả đèn, cả pin, cả sạc, là full combo một cái bộ nhài mới nguyên hộp thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Còn nếu mà các muốn mua thêm pin để làm pin sơ cua, pin dự phòng cho cái đèn này thì hiện tại em đang bán lẻ một viên pin 18650 nha, với mức giá là 20k một viên nhá, thì các bác có thể mua thêm. Còn sẵn trong đèn thì đã có pin rồi. Đấy, đây em quảng cáo luôn thôi. Đó thì đèn đầu 3 bóng nhá, là 120k. Đấy, rất nhiều chế độ sáng khác nhau và cực kỳ sáng. Và cái hay của sản phẩm mình thiết kế thông minh này, rồi là nó đặc biệt là nó dùng pin rồi nên là ví dụ mình có thay thế pin nó rất là dễ dàng thay thế nhá, sửa chữa cũng dễ dàng luôn. 120k một sản phẩm nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng cũng mới về, đó là cái cuộn thiếc Hàn thì em sẽ quay cập nhật cho bác luôn. Đó là đợt đấy em về cái cuộn này thì cuộn này trọng lượng của nó sẽ là 100g nhá. Bữa trước thì nhiều bác cứ hỏi là một cuộn này thì được bao nhiêu gam với các thứ, giờ thì trước là bán cái cuộn kia thì giá nó rẻ hơn. Đấy nó dạng cuộn chắc là nó khoảng tầm 30g thôi, nhưng đợt này em nhập cái lô này nó được 100g và giá nó rất là ưu đãi. Giá hiện tại em đang bán nó cái cuộn thiếc 100g này, giá sẽ là 30.000 một cuộn nhá. Giá này em bao giá thị trường luôn. Đấy, cam kết các bác bao giá thị trường, không chỗ nào bán rẻ hơn nhà em luôn, thật luôn. Có chỗ người đang bán một cái cuộn 100g này khoảng tầm 5-70.000 cuộn luôn. Đấy bên em bán các bác chỉ có 30.000 một cuộn thôi. Đấy, coi như là bán lãi tình cảm các bác luôn nhá. Giá rất hạt rẻ hợp lý luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái cuộn thiếc Hàn 100g nhá. 30.000 một cuộn 100g này, cầm nặng trịch luôn. Đấy chuẩn 100g luôn nhá. Đấy, 30k một cuộn thiếc Hàn 100g. Tiếp Tiếp theo thì em lên cho bác luôn, đó là cái mã vòi đồng tưới cây. Đấy, hôm bữa về hàng mà cũng quên không quay bác luôn này. Để lên mã cho em sẽ cái vòi đồng tưới cây nhá. Để đi về các bác lắp vào cái có sẵn cái dây nước thì mình về các bác lắp vào các bác xài thôi. Ở cái phần toàn bộ thân của nó là thân đồng nhá. Đấy, và cái phần đầu này thì nó sẽ có chỉ được các chế độ này, phun xa, phun gần, phun mạnh, phun nhẹ này, phun xương này, phun hạt to hạt nhỏ để các bác xoay những cái phần vòng đầu này. Đấy, các bác chỉnh cái phần vòng đầu nha, rất ok, rất là dễ xài luôn. Và đi kèm thì bên em sẽ có gửi kèm cho bác luôn cho bác là một cái đai siết để về là các bác bắt cái ống nước vào đấy, dùng cái đai siết này các bác siết vào, thế là xong. Đó thì một bộ là bao gồm là cả vòi cả đai siết này là 40.000 một bộ nhá. Đấy, giá rất hạt rẻ mà dùng rất là hay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi đồng tưới cây nhá. Toàn bộ là cái phần đầu, phần thân vòi nó toàn bộ đồng luôn, các bác dùng rất là bền. Đó, cái phần đầu vòi có chỉ được các chế độ nước khác nhau nhá. 40k một bộ sản phẩm vòi đồng tưới cây nhá. Cái lên mã giúp em sẽ là cái vòi đồng tưới cây. Thì em đang gửi bác một cái vòi đồng tưới cây này là 40k một cái. Đấy, 40k một cái vòi đồng tưới cây nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái bộ ví bấm móng tay ví hồng này. Đấy, nhiều bác cứ hỏi là nhà em có bộ ví xanh với lại nọ kia không, thì em nói luôn là nhà em không bán bộ ví xanh nhá, nhà em chỉ có duy nhất là cái bộ ví hồng này thôi. Đấy, và em thấy là chất lượng của nó là không khác gì cái bộ ví xanh luôn, mà thậm chí là giá nó còn tốt hơn. Giá thường thường những cái bộ ví xanh các bác đang mua khoảng tầm 7-80.000 một bộ luôn, nhưng bộ này thì giá rất hạt rẻ, nó chỉ có là đi 60.000 thôi. Đấy, bên em đang gửi bác giá một bộ ví hồng này là 60.000, là đầy đủ phụ kiện này, bấm móng tay này, rồi là lấy giấy ta này, rồi là có phần nặn mụn này, kìm cắt lấy ra chết này. Đây, nguyên các bác mua là đã sở hữu được là 3 cái bộ bấm móng tay rồi này. Đấy, rồi là những cái phụ kiện đi kèm, ví dụ như là nhíp này, rồi là kìm cắt lấy ra chết, nặn mụn này. Bên này thì sẽ có là kìm kéo các thứ này. Đó, đầy đủ cho bác luôn. Là một bộ này là về các bác xài cho cả gia đình nhà mình luôn, đặc biệt là cho chị em phụ nữ này, các bác hay làm móng làm nail ấy. Đấy, thì các bác xài bộ này xem rất hợp lý luôn, đựng trong một chiếc ví hồng rất đẹp luôn nhá. Đó, giá thì bình dân là rẻ, nói chung là giá rất là tốt mà sản phẩm dùng ok. 60k một bộ nhá. Các bác lên mã như sẽ là cái bộ ví hồng nhá. Đấy, bộ ví hồng, bóng tay ví hồng nhá. 60k bộ thôi, chỉ có 60.000. Nói chung là không có ví xanh ví xiếc ở đâu. Đấy, nhà em chỉ có duy nhất một mã là bộ ví hồng nhá, là 60.000. Nói chung là em thấy sản phẩm nó ok mà giá hợp lý thì em lấy về bán cho bác cái mã này. Đấy, vì cái mã này là giá nó tốt này, mà sản phẩm cũng ok này. Chứ bình thường là các bác mua những cái bộ kia nó không có giá 60.000 đâu, ít được khoảng tầm 8-90.000 bộ luôn. Đấy, bên em đang gửi bác một cái bộ ví hồng cũng đầy đủ phụ kiện y nguyên những cái bộ kia mà giá thì rẻ hơn, nó chỉ có 60.000 bộ nhá. Lên mã em sẽ được bộ ví hồng 60k một bộ nha, 60k bộ. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác máy hàng, đó là cái lọ gia vị đen. Lên mã em sẽ cái lọ gia vị đen. Cái lọ này về để chuyên các bác đựng gia vị nhá, mắm muối mì chính cái thứ vào đây rất hợp lý này. Đấy, giá thì em báo giá luôn. Bên em đang gửi bác một cái bộ lọ gia vị đen nha. Lọ gia vị đen. Đấy, lọ gia vị đen nhá. Giá của nó sẽ là đi 15k nhá, 15k một lọ thôi, chỉ có 15.000 một cái lọ gia vị đen này. Giá rất hạt rẻ bình dân đây. Đấy cho bác coi này. Đó. Thiết kế thì phần thân này của nó sẽ là bằng thủy tinh nhá, nên là các bác dùng rất yên tâm, an toàn sức khỏe. Bên trên này thì là nhựa. Đó thì đây, về đấy các bác mở nắp ra này. Đó, mở nắp ra, sau đó các bác lấy ra cái thìa ra. Đấy, xoáy chặt cái nắp này vào, các bác cho gia vị vào đây nhá. Đấy, cho gia vị đây, và các bác lấy cái thìa cắm vào đây cho. Đó, cắm vào đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho là các bác dùng thì các bác đậy nó vào. Không dùng các bác đậy nó vào, lúc nào dùng thì các bác lấy nó ra. Đấy, ở đây nó có sẵn cái thìa, các bác lấy cái thìa xúc cho em. Đấy, đong cho em, ví dụ như là và 3 thìa nước mắm mì chính cái thứ này. Đấy, bột canh các bác lấy ra. Đấy, cha vào. Đó, lúc nào dùng xong các bác đậy vào. Bình thường là các bác những cái lọ bình thường là các bác cứ hãy với tay vào, các bác lấy những cái thìa ra rất là khó chịu đây. Con này thiết kế là cái thìa sẽ dính luôn đây rồi. Đấy, để các bác lấy ra. Đấy, lấy thìa ra, hất nó vào. Đấy, lúc nào dùng xong lại đậy nó vào cái, thế là xong, rất ok luôn. Toàn bộ phần thân này là thủy tinh, dùng rất là ok luôn. Bên trên thì là những ABS cao cấp nhá. Đó, lên mã giúp em sẽ cái lọ gia vị nhá. Bên em đang gửi vào một cái lọ gia vị này, đựng gia vị nhà bếp này là 15k một lọ nhá. Ở Singapore. Đấy, hôm nay em về làm cái lô hàng xách tay dầu gió ở Singapore rất xịn sò, ok cho bác luôn. Giá thì cực kỳ bình dân, chỉ có 50.000 chai thôi. Đó thì các bác xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Nó xem sản phẩm và video mới nhất của em. Và khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là các bác mua hàng hóa đơn trên 200 nhá. Nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi. Giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng, kiểm tra và thanh toán. Đó, em sẽ đi vào những cái mã hàng đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi, mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm dầu gió hàng xách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore rất xịn sò ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ ra. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy. Made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LA, USA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu đó Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bạn nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy. Có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng 2 nắp nhá. Đấy, hàng 2 nắp thì cái hàng 2 nắp này thì để chống chỉ định là lại tại sao nó dùng xài cái 2 nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng 2 nắp thế để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng 2 nắp này có ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được có thế thôi. Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn 2 nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml. Rồi, lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn xò ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy, nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này. Đấy, nhựa sừng. Về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào. Đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng nhức các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhức các thứ massage ok luôn. Giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k coi nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo 2 thành phần thì bên em còn không thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo 2 thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo 2 thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái tip này là 40.000 này. Một tip keo 2 phần như này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ nào luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, vỏ van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy, thì các bác dùng cái xi lanh này, đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo 2 thành phần nhá. Lọ keo 2 thành phần này đang có giá là 40.000. Lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo 2 thành phần. Đấy, keo 2 thành phần này. 40k một cái tip keo 2 thành phần nhá, 40k. Một tip này là 100ml nhá. Đấy, một tip này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá. Khóa titan. Đấy, giá thì bên em vẫn đang bình ổn bác luôn. Là sẽ là 10.000 một cái móc khóa titan này. Đấy, rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này nhưng mà bữa trước đang bán thì hết hàng, hôm nay thì hàng tiếp tục về nhá. Em báo giá luôn, 10.000 một chiếc móc khóa titan nha. Đấy, chất liệu thì là bằng titan. Đấy, titan thì các bác biết về cái chất liệu nó rồi, nó là dòng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ nhá. Đấy, cái dòng này thì nó là hàng của công ty chuyên sản xuất những cái đồ thiết bị cho dân phượt này, dân leo núi này, đấy, dân thám hiểm này. Đấy, đi đây các bác nhìn cái móc khóa các bạn biết rồi. Đấy, thiết kế chuyên dùng cho những cái nhà thám hiểm, nhà leo núi rồi thứ nhá, rất ok luôn. Đấy, con này thiết kế rất là hay, là bình thường là các bác cũng sẽ thành có một chiếc móc bình thường nha. Đấy, nhưng mà ở đây nó có một thiết kế rất hay là nó có một cái lẫy khóa này. Đấy, một cái gen xoáy, các bác xoáy chặt vào và khi mà các bác xoáy chặt vào thì nó sẽ cứng ngắc lại luôn, nó không có một cái chỗ nào nó mở ra nữa và nó sẽ khóa chặt luôn nhá, có nhá, khóa chặt luôn. Đó, đây mới gọi là chuẩn là móc khóa này, chứ còn bình thường là các bác dùng những cái móc bình thường ấy, nó chỉ có đẩy đẩy này thôi, nó chỉ là một chiếc móc thôi, nó không phải là khóa. Ở đây nó có cả khóa đây luôn. Đấy, có cả phần khóa cài luôn, thì đây mới là chuẩn móc khóa các nhá. Đây mới là chuẩn móc khóa này. Đấy, chất liệu bằng titan, siêu cứng, siêu nhẹ nha, dùng rất thích luôn. Đấy, về các móc chìa khóa này, móc đồ, móc đạc này, hoặc là thậm chí các bác mua về dùng để ví dụ xích chó thứ là cũng quá ok luôn. Đấy, rồi móc đồ chịu tải cao nhá. Đấy, giá thì gửi bác giá bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 một chiếc móc khóa titan nhá, 10.000 một chiếc, giá rất là hạt rẻ. Đấy, rất dễ mua và rất chắc chắn, xịn sò ok luôn. Đó, 10k một chiếc các bác nhá.